Chương 2139, Ngọc Giản gây ra sóng to gió lớn một. Quả nhiên, lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, kể cả các cự đầu. Thượng cổ công pháp, vượt qua trấn tông bảo điển của nhất phẩm tông môn. Cái này cũng quá khoa trương a, những lời này của Giang Trần, tính kích động rất mạnh, thoáng cái đốt lên hào khí của hiện trường. Công pháp siêu việt trấn tông bảo điển của nhất phẩm tông môn, cái này nếu truyền đi, tuyệt đối sẽ gây ra chém giết gió tanh mưa máu. Tên tán tu may mắn có được kia giờ phút này trong nội tâm trống rỗng. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, mình trong lúc vô tình cất chứa một miếng ngọc giản, vốn tưởng rằng là phế vật, lại có giá trị như vậy. Cái này để cho hắn may mắn thiếu chút nữa ngất đi, mặt trướng đỏ bừng. Hắn phản ứng không hiểu thấu, làm cho đám tán tu chung quanh thoáng phát giác được một gã tán tu đứng bên cạnh hắn nhịn, không được nói, lão đàm, ngươi làm sao vậy? Người tán tu này, không ít người đều nhận ra hắn. Cũng biết hắn gọi đàm chí, là một gã tán tu gần chút ít năm này quật khởi, Tại tán tu giới không tính có danh tiếng, luận tu vi cũng không quá đáng là thiên thánh cảnh đỉnh phong, nửa bước hoàng cảnh mà thôi. Ở trong tán tu cũng coi là tồn tại tương đối mạnh. Bất quá, muốn nói cùng bỏ vật này hợp xứng, hắn nửa bước hoàng cảnh là hoàn toàn không đủ nhìn. Lão Đàm, nhìn bộ dạng kích động của ngươi, cái ngọc giản này không phải là của ngươi chứ? Không, không phải của ta." Đàm Chí vội vàng giải thích, đỏ mặt phủ nhận. "Ha ha, đừng phủ nhận." nhìn dáng vẻ khẩn trương của ngươi nhất định trong nội tâm có quỷ đàm chí hảo tiểu tử bảo trì bình thản a à, vậy mà cất giấu loại bảo vật này những tán tu chung quanh kia cũng nhao nhao ồn ào phàm là người nhận thức đàm chí mỗi một cái đều om sòm e sợ cho thiên hạ bất loạn giang Trần lại không lưu ý đến bạo động phạm vi nhỏ kia mà tiếp tục nói trước kia nói nếu như giao dịch thất tinh vân tụ phù có thể làm cho một tu sĩ trùng kích đế cảnh như vậy người có được ngọc giản này nếu như lợi dụng thỏa đáng tuyệt đối có thể xưng là nhân vật tông sư khai tông lập phái hắn lấy được số mệnh không đơn thuần là số mệnh cá nhân chúc mừng vị có được này đám tán tu bên người đàm chí kia càng ngày càng om sòm đàm chí thừa nhận a à, có phải của ngươi hay không không phải của ngươi ngươi tuyệt đối sẽ không kích động như vậy ha 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 đàm chí ngươi bại lộ đàm chí thương lượng một chút chuyển nhượng ngọc giản kia cho ta giá cả dễ thương lượng hiện trường càng lúc càng ồn ào náo động từ gần đến xa dẫn tới đám tán tu càng thêm om sòm nhao nhao nhìn qua bên đàm chí hiển nhiên mọi người nghe nói chủ nhân của miếng ngọc giản kia bại lộ đều muốn nhìn đến tột cùng nhìn xem rốt cuộc là người may mắn nào lại có bảo vật như vậy đàm chí kia thoáng cái cương tại nguyên chỗ nước bọt của vô số tán tu bên người cơ hồ bao phủ hắn làm cho đầu óc của hắn thoáng cái có chút không đủ dùng Chư vị không nên đau khổ bức bách cái ngọc giản này cùng đàm mỗ không có quan hệ gì các ngươi như vậy là muốn hại đàm mỗ sao Đàm chí cực lực giải thích. Hắc hắc tốt, ngươi nói không phải của ngươi. Ngươi có dám thề không? Nếu như ngươi dám thề, chúng ta sẽ tin ngươi. Nếu không dám, vậy là của ngươi rồi. Đúng vậy, đàm chí, người gặp có phần. Hôm nay ngươi phát đạt, cũng đừng quên những bằng hữu của chúng ta a. À. Đúng vậy, nên như thế. Đàm chí, người gặp, có phần. Dối loạn không ngừng kéo dài, cuối cùng truyền đến trên đài. Giang Trần nhướng mày, vận long ngâm quát, yên lặng. Long ngâm thần thông vừa ra, lập tức chấn đến những tán tu kia khí huyết phiên cổn, mỗi một cái đều kinh hãi không thôi, nhìn qua Giang Trần ở trên đài, tràn ngập sợ hãi. Chuyện gì ồn ào? Giang Trần hừ lạnh một tiếng. Lưu Ly Vương thành ta tổ chức Long Hổ Phong Vân hội này, nhận được mọi người nể tình tham gia. Bọn ngươi ở đây ồn ào, cố ý quấy rối sao? Không dám, không dám. Chân thiếu chủ bớt giận, chỉ là chúng ta phát hiện chủ nhân của Ngọc Giản, nên kích động mà thôi, Đúng vậy, chân thiếu chủ bất giận, chúng ta tuyệt không phải cố ý quấy rối. Những cường giả tán tu này, chứng kiến chân thiếu chủ tức giận, cũng lo lắng bị đánh ra ngoài, cho nên cả đám cẩn thận từng ly từng tí, không dám dương oai. Làm càn, chủ nhân của ngọc giản này, chúng ta tất nhiên giữ bí mật, như thế nào bạo lộ. Bọn ngươi đừng vội tà thuyết mê hoặc người khác. Giang Trần không thích nói. Không phải hoài nghi chân thiếu chủ ngài bạo lộ, là chính bản thân hắn. Tự mình bạo lộ, ánh mắt của mọi người đều bắn về phía đàm chí lúc này đàm chí cũng khôi phục tỉnh táo ông quyền nói với chân thiếu chủ chân thiếu chủ minh giám những thứ này ô trong sạch ta xin ngài làm chủ giang trần gật gật đầu các ngươi những thứ này không nên suy đoán lung tung đây chính là đại sự liên quan đến tánh mạng người khác không thể lăng không ước đoán cũng không phải là lăng không ước đoán chúng ta đều có căn cứ hắn lại không dám thề hơn nữa vừa rồi chân thiếu chủ ngài nói ngọc giản kia còn mạnh hơn bảo điển của nhất phẩm tông môn hắn rất kích động là chính bản thân hắn bạo lộ cùng chúng ta không quan hệ a à. những thứ này đều nói xạo lại đem đàm chí đẩy ra sắc mặt của đàm chí cực kỳ khó coi nhìn xem vô số con mắt bắn về phía mình kia hắn biết rõ bây giờ mình là bùn rớt xuống đũng quần không phải thì cũng là phân thế giới tán tu phi thường tàn khốc mặc dù hiện tại hắn không phải chủ nhân của ngọc giản chỉ sợ ly khai nơi đây cũng sẽ bị vô số người nhìn chằm chằm đột nhiên đàm chí chỉ cảm thấy chua sót hắn hối hận trong nháy mắt đó cảm xúc kích động bại lộ mình hôm nay thế cục này dù hắn giải thích thế nào cũng vô dụng rồi đối với những cường giả kia mà nói cho dù bọn hắn giết lầm một ngàn cũng sẽ không bỏ qua một nghĩ tới đây bỗng nhiên trong nội tâm đàm chí kiên định lớn tiếng nói chân thiếu chủ cái ngọc giản này là của ta đàm chí nói xong vậy mà trực tiếp từ trong đám người nhảy ra hắn biết rõ mình đã bạo lộ lại trốn tránh cũng vô dụng tất nhiên sẽ bị người nhìn chằm chằm vào. Giang Trần sững sờ, co mày nói, ngươi không cần phải lo lắng, quay đầu lại ta phái thủ hạ tiễn đưa ngươi xuất cảnh. Ly khai nơi đây, ngươi may danh ẩn tính là được. Kỳ thật hắn cũng nhìn ra, đàm chí này hơn phân nửa chính là chủ nhân của Ngọc Giản. Đàm chí cười đắng chát, ánh mắt vô cùng thê lương, lắc đầu, chân thiếu chủ, cách làm người của ngươi, đàm mỗ có nghe thấy. Lần này không xa vạn dặm tới Lưu Ly Vương Thành, cũng là bởi vì ngưỡng mộ thanh danh của ngươi, chút bổn sự ấy của Đàm Mỗ, dù mai danh ẩn tích, cũng gánh không được tán tu khắp thiên hạ đánh chủ ý Đàm Mỗ. Cho nên, Đàm Mỗ có một yêu cầu quá đáng. Giang Trần động dung, cứ nói: "Chương 2140, ngọc giản gây ra sóng to gió lớn hai." Từ trên người Đàm Chí này, từ loại ngữ khí cùng ánh mắt kia, Giang Trần có loại cảm giác nói không ra lời, cảm thấy người này tao ngộ, để cho hắn đồng tình. Đàm Mỗ không sợ chuyện, nhưng Đàm Mỗ còn có trọng trách trên người, không thể chết như vậy cho nên đàm mỗ nguyện ý hiến ngọc giản này cho chân thiếu chủ chỉ cầu chân thiếu chủ bảo hộ cũng đem công pháp trong ngọc giản truyền thụ cho đàm mỗ là được đàm chí này vừa nói ra hiện trường xôn xao giang trần cũng không ngờ tới đàm chí sẽ bỗng nhiên đưa ra loại yêu cầu này nhưng cẩn thận tưởng tượng đây là lựa chọn thông minh nhất của đàm chí hiện tại dưới tình hình này nếu như hắn ly khai tất nhiên sẽ bị đuổi giết vô tận đầu nhập vào lưu ly vương thành không thể nghi ngờ là một lựa chọn phi thường anh minh có thể bảo chứng an toàn, còn có thể học được công pháp trong ngọc giản. Giang trần trầm ngâm tầm đó, khu khách quý có người nói, chân thiếu chủ, nếu như ngươi không chứa chấp hắn, tặng cho thiên long phái ta như thế nào? Ha ha, muốn nhường, cũng là nhường cho hạ vũ thiên kiếm tông chúng ta, sao đến phiên thiên long phái các ngươi? Hàn thiên chiến ở bên người giang trần lớn tiếng cười nói, bằng hữu, thiên hà cung ta nguyện ý cho ngươi ghế trưởng lão. Tên đại biểu của thiên hà cung ngữ ra kinh người đàm chí, cân nhắc thiên thiền cổ viện chúng ta thoáng một phát. Tố Hoàn chân cũng cười nói, thiên âm tự tướng ăn không có khó coi như vậy, đông diệp đại sư nhịn được xúc động mời chào, không nói gì. Mà nguyệt thần giáo tam giáo chủ, bởi vì vốn thiếu nợ nhân tình của Lưu Ly Vương Thành, lại là thế hệ nữ lưu, cho nên cũng nhịn xúc động, không có mở miệng. Cửu dương thiên tông thượng quan viêm khanh, lo lắng chọc giận giang trần, cũng ngăn chặn xúc động giang trần thấy mọi người đục khoét nền tảng ngược lại không tức giận ung dung cười nói chư vị các ngươi tới lưu ly vương thành ta đều là khách bổn thiếu chủ tuyệt đối sẽ không ăn mảnh cũng có thể cho các ngươi cơ hội công bình mặc kệ đàm chí này nguyện ý gia nhập tông môn nào bổn thiếu chủ cũng sẽ không phản đối bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định phải cam đoan đàm chí an toàn không thể qua sông đoạn cầu làm không được hai điểm này đừng vội mở miệng hơn nữa phải dùng thiên địa thệ ước nếu không bổn thiếu chủ sẽ không đáp ứng dù sao cái ngọc giản này là bổn thiếu chủ xem xét ra an nguy của hắn bổn thiếu chủ phải có trách nhiệm giang trần nói có lý có cứ tất cả mọi người không thể nói cái gì đúng như giang trần nói cái ngọc giản này là hắn xem xét hắn muốn phụ trách an nguy của đàm trí cũng là bình thường bất quá chân thiếu chủ này rốt cuộc là tuổi trẻ lúc này lại chơi phong độ bất quá mọi người đối với phong độ của chân thiếu chủ là không thể không bội phục. Ít nhất chân thiếu chủ công bình, cho dù là làm bộ công bình, người ta cũng làm được. Giang Trần nhìn đàm chí, đàm chí, ngươi đừng vội quyết định. Cẩn thận suy nghĩ kỹ càng. Ở đây ngoại trừ lưu ly vương thành, còn có rất nhiều nhất phẩm tông môn. Ngươi cảm thấy nhà máu thích hợp ngươi nhất, liền lựa chọn gia nhập nhà đó. Bổn thiếu chủ đảm bảo, bọn hắn nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn với ngươi. Đàm chí không chút do dự, ta đã nghĩ kỹ, gia nhập lưu ly vương thành. Ta chỉ tin được chân thiếu chủ ngươi, hơn nữa ngươi nói cái ngọc giản này ghi là cổ ngữ ta đoán chừng người của tông môn khác cũng chưa chắc nhận thức chân thiếu chủ ngươi lại nhận thức cho nên đàm mỗ chỉ có một lựa chọn là chân thiếu chủ ngươi thái độ của đàm chí làm cho đại biểu của những tông môn kia phiền muộn không thôi thế nhưng mà nghĩ lại bọn hắn lại phát hiện không có cách nào người ta nói đúng a à, ngoại trừ chân thiếu chủ người khác ngay cả cổ ngữ cũng nhận không ra như thế nào để luyện ra công pháp đông diệp đại sư tham gia giám bảo là thiên âm tự hàn thiên chiến là hạ vũ thiên kiếm tông tố hoàn chân là thiên thiền cổ viện mà tỉnh trung đại đế là một trong sáu cự đầu của tán tu giới bốn người này vậy mà không có một cái nào nhận thức ngọc giản bởi vậy có thể thấy được đổi lại đại biểu tông môn khác lên cũng chưa chắc nhận thức bởi như vậy đàm chí lựa chọn chân thiếu chủ cũng hợp tình lý rồi hàn thiên chiến cười khổ thở dài chân thiếu chủ lão hàn thật sự có chút ghen ghét ngươi rồi cái này là mị lực cá nhân hâm mộ không đến a à bổn viện chủ cũng có chút ghen ghét. Ai tố hoàn chân lắc đầu thở dài. Đại biểu tông môn khác đều bóp cổ tay thở dài, phiền muộn không thôi. Bọn hắn phát hiện, chân thiếu chủ này, thoạt nhìn tuổi trẻ, hào hoa phong nhã, nhưng khi làm việc, thực rất kinh người a. Bất động thanh sắc tầm đó, lại để cho đàm chí này khăng khăng một mực. Cái này không đơn thuần là mị lực, càng là năng lực đàm chí đã lựa chọn hắn, Giang Trần tự nhiên sẽ không sĩ diện cái láo. Trên thực tế, mặc dù Giang Trần nói thật ra, đoán chừng cũng không ai tin hắn đối với ngọc giản này thật đúng là không có bao nhiêu hứng thú chỉ là xuất phát từ góc độ công chính mới liệt nó vào siêu phẩm đệ nhất bất quá đàm chí không phải hắn không chọn ai nếu như giang trần sĩ diện cái láo cự tuyệt liền không khỏi quá đả thương người cũng sẽ bị người hận lập tức gật đầu nói đàm chí người đã tín nhiệm bổn thiếu chủ giá trị cái ngọc giản này bổn thiếu chủ tất sẽ một năm một người cho ngươi như có nói ngoa thiên địa phạt ta giang trần bằng phẳng cũng thắng được đám tán tu tôn trọng, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Giang Trần Mây trôi nước chảy, không vui không giận, đè ép hai tay, ta cũng xin khuyên mấy vị tán tu vạch trần đàm chí kia, bỏ đá xuống giếng, lại không phải thói quen tốt gì. Những tán tu kia mặt đỏ tới mang tai, nhưng hết lần này tới lần khác lại nói không ra lời. Giang Trần lại chắp tay, chư vị, ngày đầu tiên dám bảo, đến đây là kết thúc. Từ ngày mai bắt đầu, sau đó ba ngày, là thời gian tự do giao dịch trong ba ngày này bổn thiếu chủ cũng sẽ đích thân tọa chấn mời các vị đồng đạo tiền bối cùng một chỗ tham dự nếu mọi người có vật gì tốt không cách nào quyết đoán có thể tới tìm chân mỗ ta như trước sẽ công chính cho ra phán đoán của mình ba ngày giao dịch qua đi là khâu đấu giá khâu đấu giá chỉ có một ngày trừ vị có vật gì tốt có thể ủy thác lưu ly vương thành ta giao dịch đến lúc đó lưu ly vương thành ta cũng sẽ lấy ra tùng hạc đan đấu giá đáp tạ mọi người đường xa mà đến sau khi khâu đấu giá chấm dứt, bổn thiếu chủ sẽ khai đàn 3 ngày, giảng giải đan dược chi đạo. Sau đó, mọi người còn có cơ hội hướng tiền bối của Vạn Nguyên Đảo thỉnh giáo võ đạo. Bất quá, cao nhân của Vạn uyên Đảo vốn thần bí, không thích xuất đầu lộ diện, cho nên, người có tư cách hỏi sẽ không nhiều. Nhưng mà phàm là có tư cách hỏi, đều sẽ tìm được đáp án thỏa mãn. Giang Trần tuyên bố an bài tiếp sau. Chương 2141, Thiên Long phái yêu cầu. Lần Long Hổ Phong Vân hội này, Giang Trần là tỉ mỉ bày ra, từng khâu, hoàn hoàn đan sen, lực hấp dẫn mười phần, sâu đủ khẩu vị của mọi người. Hắn tin tưởng vững chắc, sau lần Long Hổ Phong Vân hội này, lực hấp dẫn cùng danh tiếng của Lưu Ly Vương Thành, chắc chắn sẽ tăng nhiều, trở thành hạch tâm chính thức của thượng bát vực. Tuy không nói lập tức áp đảo đan hỏa thành, nhưng ở trên lực hấp dẫn, tuyệt đối sẽ lên một cấp bậc rất lớn. Sau đó, là nghi lễ bế mạc của Long Hổ Phong Vân hội. Đến lúc đó, bổn thiếu chủ sẽ hướng mọi người tuyên bố một ít sự tình của lưu ly vương thành đan đạo học viện nếu chư vị có thứ tốt cần đấu giá hoặc là lén xem xét cũng phải nhanh một chút bởi vì đấu giá cần chuẩn bị thời gian nếu như chậm liền không báo được tên giang trần nói xong nhìn về phía bọn người tỉnh trung đại đế chư vị các ngươi còn có cái gì muốn nói không tỉnh trung đại đế cười ha ha nói sứ mạng của chúng ta đã hoàn thành liền đợi đến khâu tiếp theo càng thêm đặc sắc a à, chân thiếu chủ xem ra ngươi ở long Hổ phong vân hội lần này bỏ ra rất nhiều tâm tư a à. những khâu này thoạt nhìn thế lực khác đều làm qua nhưng mà ngươi đem những khâu này xuyến cùng một chỗ hoàn hoàn đan xen hơn nữa đặc sắc lộ ra lực hấp dẫn rất lớn những thứ khác không nói hôm nay vòng thứ nhất dám bảo liền để cho lão phu mở rộng tầm mắt lão phu mạo muội hỏi một câu long Hổ phong vân hội này ngươi định bao nhiêu năm mở một lần a à? hàn thiên chiến cười nói huy đạo hữu hẳn là ngươi đã không thể chờ đợi được muốn kỳ tiếp theo tỉnh trung đại đế nghiêm mặt nói loại thịnh hội cao cấp này lão phu hoàn toàn chính xác rất thưởng thức quan trọng nhất là chân thiếu chủ kiên chỉ nguyên tắc là chân chính đứng trên góc độ tán tu bảo vệ lợi ích của tán tu không hề giống chút thế lực biến đổi biện pháp bóc lột tán tu tỉnh trung đại đế như thế là lời nói thật thế giới võ đạo tán tu bình thường đều là chịu thiệt bất kể là giao dịch hội đấu giá hội hoặc là các loại thương hội gì trên cơ bản tán tu đều là phương yếu thế người có thứ tốt Mặc dù không bị cướp đoạt, cũng có khả năng bị người ép giá, bị người bóc lột. Cho nên, Tỉnh Trung Đại Đế mới có cảm khái này. Lần Long Hổ Phong Vân hội này, những cử động của Chân Thiếu chủ đích thật là bảo vệ lợi ích của tán tu, nhất là dám bảo, liền có thể thấy được lốm đốm. Tuy Tỉnh Trung Đại Đế biết rõ, Chân Thiếu chủ bố cục là có chút định nọt tán tu, muốn đánh ra danh tiếng, nhưng người ta thể hiện ra trình độ cùng thực lực, cũng biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng đối với tán tu cùng người như vậy liên hệ, ít nhất không cần lo lắng vấn đề chịu thiệt. Hồi tưởng lại, tỉnh Trung Đại Đế cảm thấy, mình thậm chí còn chiếm tiện nghi. Nhất là viên tùng hạc đan kia, tỉnh Trung Đại Đế Thủy Trung cảm giác mình trả giá. Trên thực tế ngay cả một phần mười giá trị viên tùng hạc đan cũng không tới. Chân thiếu chủ này, là người phúc hậu. Hoặc là nói, hắn căn bản khinh thường dựa vào chiếm tiện nghi của tán tu đến đề thăng thực lực. Trong nội tâm tỉnh Trung Đại Đế tán thưởng. Ngày đầu tiên, nhanh như vậy liền xong, tất cả tán tu đều có chút chưa thỏa mãn. Ngày hôm nay kiến thức, để cho bọn hắn tiến thêm một bước hiểu được thực lực của chân thiếu chủ, cũng nhận thức đến phong độ của chân thiếu chủ. Tuy không ít người cảm thấy chân thiếu chủ mua, danh chuộc tiếng, là thu mua nhân tâm. Nhưng mà, thế lực khác so sánh với chân thiếu chủ, bọn hắn ngay cả cử động thu mua nhân tâm cũng khinh thường làm, bọn họ đều hiển nhiên hấp huyết tán tu. So sánh với nhau, dù chân thiếu chủ này mua danh chuộc tiếng, cái kia cũng coi như là phúc hậu rồi. Mạch lão ca, đàm chí này, phiền ngươi chiều ứng thoáng một phát, mang về thiếu chủ phủ. Ta lo lắng vẫn có người bất lợi với hắn. Giang Trần phân phó mạch vô song. Tốt. Mạch vô song đáp ứng nói. Đàm chí tự nhiên biết rõ mạch vô song là ai, cảm kích nói, chân thiếu chủ cao thượng, đàm mỗ vô cùng cảm kích. Đi thôi, đã đầu phục chân thiếu chủ, cái kia liền là người một nhà, không cần phải khách khí. Mạch vô song ha ha cười nói, hắn ngược lại là có chút hứng thú đối với đàm chí này đàm chí này quyết định rất nhanh, thời khắc mấu chốt làm ra quyết đoán như thế, tuyệt đối là một nhân vật. Đừng nhìn hiện tại đàm chí này chỉ là thánh cảnh đỉnh phong, nhưng loại người này, đợi một thời gian, nhất định có thể thành châu báu. Ngày đầu tiên thịnh hội giải tán, những đại đế của Lưu Ly Vương thành kia, đều nhao nhao đi lên, ôm quyền nói với Giang Trần. Chân thiếu chủ, thịnh hội hôm nay, thập phần thành công A. À. Khâu giám bảo này, quả nhiên là đặc sắc, bảo vật không ngừng. Nguyên lai tán tu giới cũng không nghèo như chúng ta tưởng tượng, giang trần cười nói thời đại thượng cổ bao nhiêu thiên tài địa bảo mai một bảo vật thế gian này so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều lắm bàn long đại đế cười nói đã quên chúc mừng chân thiếu chủ ngọc giản của đàm chí kia ghi lại công pháp vậy mà còn mạnh hơn trấn tông bảo điển của nhất phẩm tông môn tạo hóa thiên đại tạo hóa trấn nhạc đại đế cũng cười nói mọi người nhao nhao hướng giang trần chúc mừng nhưng giang trần lại cười nhạt một tiếng chư vị công pháp này là của đàm chí, các ngươi nên hướng đàm chí chúc mừng mới đúng. Ha ha, đàm chí gia nhập khổng tước Thánh Sơn, đó chính là người một nhà nha. Tất cả mọi người cười to. Lúc này, đại biểu của những nhất phẩm tông môn kia cũng đều nhao nhao đi tới. Chân thiếu chủ, có thể nói riêng vài câu không? Đi tuốt ở đảng trước, là đại biểu của Thiên Long Phái, người này là nhân vật thứ ba của Thiên Long Phái. Họ Long, tên Bá Tương. Bá Tương Đại Đế, có gì chỉ giáo? Giang Trần cười nhạt nói, long mỗ nghe nói chân thiếu chủ có một đầu khí ước thú là chân long huyết mạch có chuyện như vậy không long bá tương cười hỏi ân giang trần nghe được long bá tương hỏi liền biết ý nghĩ của đối phương rồi chân thiếu chủ long mỗ là người thẳng tính liền nói thẳng chân long kia chân thiếu chủ có thể chuyển nhượng cho thiên long phái ta không con mắt của long bá tương tỏa sáng giang trần lắc đầu thật có lỗi nói đùa gì vậy chân long nhất tộc tặng cho ngươi dù tặng cho ngươi thiên long phái ngươi khống chế được sao long tiểu huyền nguyện ý đi với các ngươi sao thiên long phái các ngươi được xưng thượng cổ truyền thừa tông môn có long huyết đó cũng là sự tình thượng cổ rồi hôm nay muốn từ chỗ ta mang long tiểu huyền đi tăng cường lực lượng huyết mạch của các ngươi cái tính toán này đánh không tệ thế nhưng mà giang trần tự nhiên sẽ không đáp ứng chân thiếu chủ thương lượng một chút a à. chân long ở trong tay ngươi cũng rất khó phát huy ra toàn bộ uy lực chỉ cần ngươi ra giá mặc kệ giá cao cỡ nào thiên long phái ta đều sẽ xem xét. Long bá tương nơi nào sẽ đơn giản buông tha. Như vậy, hắn biết ý nghĩa của một con chân long đối với thiên long phái. Trường 2142, chủ nhân của thiên địa lăng vân chi, một, không khoa trương mà nói, một đầu chân long, có thể làm cho thực lực của thiên long phái bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động bao trùm tất cả nhất phẩm tông môn, thậm chí có khả năng sóng vai cùng lưu ly vương thành. Long huyết tu sĩ, đây là sự tình thiên long phái tự ngạo nhất, mà chân long, không thể nghi ngờ có thể làm cho phần tự ngạo của bọn hắn dạng dỡ hơn không ít giang trần cười nhạt nói việc này không có thương lượng bá tương đại đế không cần nhắc lại chân thiếu chủ đừng quyết đoán như vậy thiên long phái chúng ta có rất nhiều bí pháp có thể kích thích chân long huyết mạch để cho tu vi của chân long kia đạt được tăng lên tốt nhất điểm này là ngươi không cách nào cho ngươi có thể cân nhắc thoáng một phát chúng ta cộng đồng có được đầu chân long này như vậy cũng có thể trung thắng không phải sao long bá tương hướng dẫn từng bước bá thương đại đế, bổn thiếu chủ còn có chút sự tình, xin lỗi không tiếp được. Giang Trần chẳng muốn dây dưa vấn đề này, bán đứng Long Tiểu Huyền, hắn căn bản không có suy nghĩ qua. Quan hệ giữa Long Tiểu Huyền và hắn, tựa như huynh đệ nhà mình, căn bản không tồn tại chuyển nhượng hoặc cộng hưởng. Trừ khi Giang Trần điên rồi, nếu không hắn quả quyết sẽ không bán đứng Long Tiểu Huyền. Long bá tương bị Giang Trần cự tuyệt, trong lòng có chút ảo não. Xa xa nhìn qua bóng lưng Giang Trần ly khai, Long bá tương cực kỳ căm tức. Trong nội tâm ác nghiệm nảy sinh, tiểu tử này ỷ có vài phần bổn sự, lại không nể tình như thế. Lưu Ly Vương Thành không có khổng tước đại đế, tiểu tử này thật cho rằng chút bổn sự ấy của hắn có thể nâng Lưu Ly Vương Thành lên sao? Hừ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Long Bá Tương cũng chưa từ bỏ ý định, Thiên Long phái cũng sẽ không hết hy vọng. Một đầu chân long đối với Thiên Long phái ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Dù Thiên Long phái trả một cái giá cực lớn, cũng nhất định phải thu đầu chân long này tới tay đây là mấu chốt để thiên long phái xưng bá thượng bát vực có một đầu chân long đợi một thời gian thiên long phái tuyệt đối có thể quét ngang thượng bát vực để cho tất cả thế lực cúi đầu xưng thần còn tưởng rằng tiểu tử này sẽ thể thốt phủ nhận không nghĩ tới hắn vậy mà thống khoái thừa nhận như vậy thừa nhận là tốt rồi chỉ cần là thực thiên long phái ta tổng có cơ hội thu tới tay trong nội tâm long bá tương hung dữ nghĩ đã bắt đầu suy nghĩ các loại đối sách giang trần quả quyết cự tuyệt yêu cầu vô lễ của thiên long phái long bá tương Thiếu chủ, phải lưu tâm Thiên Long phái. Nói lời này, vậy mà không phải vô song đại đế, mà là Hoè Sơn Nhị Tiêu lão đại tiêu vân. Hai huynh đệ Tiêu Vân cùng Tiêu Phong, hiện tại đã thành tâm phúc đáng tin của Giang Trần, thiếp thân bảo hộ ở bên người Giang Trần. Hiển nhiên, bọn hắn đã bị thủ đoạn của Giang Trần chinh phục. Tiêu Vân thấp giọng tiếp tục nói, huynh đệ chúng ta hai người hành tẩu giang hồ, đã từng quen biết rất nhiều tông môn thế lực, đối với Thiên Long phái này có chút hiểu rõ. Thiên Long phái làm việc luôn là không đặt mục đích thể không bỏ qua. Bình thường bọn hắn làm việc, có lẽ sẽ không trương dương giống cửu dương thiên tông. Thế nhưng mà một khi bọn hắn có mục đích gì, chơi liều so với cửu dương thiên tông càng mạnh hơn nữa. Thượng bát vực bát đại nhất phẩm tông môn, thiên long phái này là khó chơi nhất. Tiêu phong cũng gật đầu, hoàn toàn chính xác, không thể xem. Thường thiên long phái. Giang Trần đối với thiên long phái hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng mà Giang Trần hiểu được xem người, Hắn nhìn Long Bá Tương, đã biết rõ đây là một người không dễ đối phó. Bất quá, Giang Trần không có khả năng chuyển nhượng Long Tiểu Huyền cho Long Bá Tương. Đây là nguyên tắc vấn đề. Lưu Ly Vương Thành hiện tại, Giang Trần đã là nhân vật trọng yếu tuyệt đối. Khổng Tước vệ tự mình mở đường, các lộ đại đế như gần như xa, kỳ thật đều là đang âm thầm bảo hộ lấy Giang Trần. Không bao lâu, nhóm người Giang Trần đã về tới Khổng Tước Thánh Sơn. Bên Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ phủ hoàng nhi mang theo đám tâm phúc của giang trần sớm nghênh đón ở cửa ra vào giang trần cũng rất cẩn thận đại hội tán tu này khó tránh khỏi ngoài ý muốn hắn không có đưa tất cả mọi người đến hiện trường ngoại trừ vô song đại đế hòe sơn nhị tiêu canh gia huynh đệ còn có tứ đại hoàng giả loại cường giả tu vi cường đại gia giang trần chỉ dẫn theo bọn người bộ đan vương lữ phong đan vương cùng lâm yến vũ những người khác đại đa số vẫn ở lại thiếu chủ phụ tán tu đàm trí kia đi ở đằng sau đám người, đi theo mạch vô song, lúc vào cửa thiếu chủ phủ, nhìn về phía trên cuối cùng là có chút câu thúc. Mạch vô song cười ha ha nói, đừng lo lắng, này đều là người một nhà. Thiếu chủ đã đáp ứng thu lưu ngươi, còn mang ngươi về thiếu chủ phủ, thì tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đàm chí gật gật đầu, hắn vốn giữ bản phận, ánh mắt không dám nhìn loạn bốn phía. Nghe mạch vô song an ủi như vậy, trong nội tâm đàm chí hơi yên ổn thoáng một phát, cũng tò mò đánh giá thiếu chủ phủ này, ánh mắt đảo qua một vòng dừng lại trong đám người nghênh đón trong lúc đó ánh mắt đàm chí bắn ra một sắc thái khó có thể tin gắt gao nhìn chằm chằm vào đám người trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc làm sao vậy thần thức của vô song đại đế cường đại phát giác được đàm chí dị thường bả vai đàm chí có chút run lên than nhẹ một tiếng khả năng ta hoa mắt vô song đại đế cười ha ha nói cũng lơ đễnh người trong thiếu chủ phủ đến từ ngũ hồ tứ hải có khi là người quen của ngươi cũng nói không chừng đi thôi đàm chí liền vội vàng gật đầu cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau lưng vô song đại đế nhưng mà ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về đám người nghênh đón tựa hồ chỗ đó có cái gì để hắn chú ý câu ngọc người phụ trách an bài thoáng một phát vị bằng hữu tán tu này gọi đàm chí về sau là người của khổng tước thánh sơn chúng ta người an bài thích đáng thoáng một phát để hắn và vô song đại đế ở gần chút ít để cho vô song đại đế mang theo hắn quen thuộc tình huống giang trần phân phó xuống dưới Câu Ngọc gật gật đầu, nhìn thoáng qua đàm chí cũng không có bày giá đỡ gì. Sư huynh, đại hội tán tu lần này nhất định là phi thường náo nhiệt a, thật sự rất muốn đi xuống xem một chút. Một tiểu đạo sĩ khuôn mặt thanh tú là Mộc Cao Kỳ, hướng giang trần nói ra. Cao Kỳ, hôm nay là ngày đầu tiên, ta lo lắng có biến cố gì, cho nên không để cho mọi người đi. Ngày mai giao dịch đại hội, ta sẽ dẫn ngươi đi xem náo nhiệt. Thiên Phú Đan đạo của ngươi xuất chúng như thế, loại giao dịch đại hội này, sao thiếu được ngươi. Giang Trần cười nói. Mộc Cao Kỳ nghe vậy đại hỉ, thật tốt quá, ta có thể cùng sư tôn đi sao? Tự nhiên có thể. Đằng sau đám người lại nhô ra một bóng hình xinh đẹp, lầm bầm nói, sư huynh, ngươi không thể bất công. Để cho Cao Kỳ sư đệ, đi, là không thể bớt huệ nhi đấy. mươi 2143, chủ nhân của thiên địa Lăng Vân Chi hai, nhà đầu kia, là Lăng Huệ Nhi. Đi, đều đi, đều đi. Giang Trần vung tay lên, Hì hì, ta biết ngay sư huynh sẽ không cự tuyệt Huệ Nhi. Lăng Huệ Nhi cao hứng bừng bừng, vẻ mặt hưng phấn. Tất cả mọi người cười to, đi vào trong thiếu chủ phủ. Đàm chí đứng ở sau lưng mạch vô song, chứng kiến Mộc Cao Kỳ cùng Lăng Huệ Nhi, toàn thân giống như điện giật, đờ đẫn, cơ hồ bước bất động. Mộc Cao Kỳ, Lăng Huệ Nhi. Trong đầu đàm chí hiện lên vô số ý niệm, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy. Nhiều lần muốn há mồm nói chút gì đó, nhưng cuối cùng bị lý trí ngăn chặn đến cuối cùng ánh mắt đàm chí lại tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía giang trần trong nội tâm tựa như nghĩ tới điều gì thời điểm ý nghĩ này hiện lên trong đầu đàm chí toàn thân hắn lại giống như bị chạm điện lần nữa một dòng nước ấm kích động toàn thân để cho hắn hưng phấn muốn ngửa mặt lên trời thét dài nếu như không phải trong lòng của hắn còn có rất nhiều băn khoăn hắn cơ hồ nhịn không được nhào tới hỏi đến tột cùng mạch vô song đứng ở bên người đàm chí một mực cảm nhận được đàm chí biến hóa bất quá lần này mạch vô song lại không có bóc trần mà như có thâm ý liếc nhìn đàm chí ngay lúc này lại có người đến báo chân thiếu chủ bàn long đại đế cùng cơ tam công tử mang theo một gã tán tu tới chơi a à, mau mời mới vừa vận tách ra bàn long đại đế liền mang người tới chơi hơn phân nửa là có chuyện trọng yếu hơn nữa mang còn là một tán tu chẳng lẽ là trong đầu răng trần hiện lên một ý niệm lại không có nghĩ tiếp dù sao lập tức liền gặp được rồi, ý đồ đến của đối phương sẽ sáng tỏ. Tên tán tu mà Bàn Long Đại Đế mang theo kia, rất nhanh liền đi tới thiếu chủ phủ. Đi theo còn có Cơ Tam công tử. "Chân thiếu chủ, tán tu bằng hữu này tìm chúng ta, luôn miệng nói muốn đích thân gặp ngươi, nói hắn là chủ nhân của Thiên Địa Lăng Vân Chi, chúng ta nghe tin tức này, không dám lãnh đạm, cho nên tự mình mang đến gặp ngươi." Bàn Long Đại Đế ngược lại là tận chức tận trách. Vừa rồi Giang Trần nghĩ, kỳ thật đã suy đoán đến hoặc là chủ nhân của thiên địa lăng vân chi, hoặc là chủ nhân của thất tinh tụ vân phù. Bằng hữu xưng hô như thế nào? Giang Trần vô cùng hòa khí. Hắn nhìn ra được, tu vi người này, so với đàm chí còn thấp. Đàm chí tốt xấu là nửa bước hoàng cảnh. Người tán tu này, chỉ có tu vi địa thánh cảnh. Cái tu vi này nếu đặt ở vạn tượng cương vực, ngược lại cũng coi là cao thủ. Thế nhưng mà đặt ở thượng bắt vực, nhiều lắm chỉ có thể coi là một tiểu nhân vật. Ta, ta gọi trình tiền, bái kiến chân thiếu chủ tán tu này có chút lắp bắp ở trong đám người nhìn chân thiếu chủ còn không có áp lực gì nhưng chính thức ở loại trường hợp này nhìn thấy chân thiếu chủ nhìn thấy bên cạnh hắn có vô song đại đế hòe sơn nhị tiêu dù xưa nay trình tiền kiệt ngao bất tuân thế nào cũng cảm nhận được áp lực như núi giang trần cười cười nói với người bên cạnh tất cả mọi người ngồi xuống đi nói xong ngữ khí lại hòa ái nói với trình tiền trình tiền đúng không không cần câu thúc khổng tước thánh sơn ta đối với tán tu giới từ trước đến nay hòa hòa khí khí ngươi xem vô song đại đế hòe sơn nhị tiêu đều là tiền bối của tán tu giới có bọn họ ngươi càng không cần lo lắng bổn thiếu chủ làm khó dễ ngươi ha ha ngồi đi trình tiền xuất mồ hôi chán liền sưng không dám ở trước mặt nhiều cường giả đại đế như vậy hắn nào dám ngồi ngồi xuống cũng cảm thấy bị phòng bờ mông giang trần thấy trình tiền câu thúc cũng bất đắc dĩ nói với vô song đại đế Mạch lão ca, ngươi là tán tu, biết cùng tán tu liên hệ như thế nào? Thay bổn thiếu chủ trấn an vị bằng hữu kia thoáng một phát a." À, vô Song đại đế cười nói, "Trình Tiền, cho ngươi ngồi người liền ngồi đi. Ngươi lo lắng cái gì? Bổn đế cam đoan, khổng tước thánh sơn này, không có người nào làm gì ngươi. Nếu như thiên địa lăng vân chi kia thực là đồ đạc của ngươi, bổn đế cũng cam đoan, không có người có thể nuốt đồ đạc của ngươi." Hoè Sơn Nhị Tiêu cũng cười nói, "Chân thiếu chủ bảo bối gì chưa thấy qua, Ngươi còn lo lắng hắn thăm ô bảo bối của ngươi sao?" Vẻ mặt Giang Trần ôn hòa, cười nói, "Trình Tiền, ngươi đã muốn tìm bổn thiếu chủ, vì cái gì không trực tiếp tìm ta, lại đi tìm Bàn Long đại đế?" Trình Tiền có chút hẹn đỏ mặt, "Ta sợ trực tiếp tìm chân thiếu chủ ngài, bị bị người theo dõi, cho nên đùa nghịch một chút tiểu thông minh." Giang Trần vỗ tay cười, "Rất tốt, cái này là trí tuệ, nói xem, ngươi tìm bổn thiếu chủ có ý kiến gì? Cứ nói đừng ngại. Nhiều người ở đây sẽ làm chứng cho ngươi." Trình Tiền kia lấy hết dũng khí nói, "Ta, ta muốn dùng Thiên Địa Lăng Vân chi giao dịch với chân thiếu chủ." Lời này thật không có để cho mọi người cảm thấy quá ngoài ý muốn. Người này đến nhà, hoặc là giao dịch, hoặc là ủy thác Giang Trần đấu giá, tất nhiên chỉ có hai loại khả năng này. Giang Trần gật đầu, "Chuyện tốt a, à, người muốn từ chỗ bổn thiếu chủ được cái gì?" Bước tiếp theo, Trình Tiền lại làm một động tác buồn cười, gãi gãi đầu, nói không ra lời. Nói thật, chính hắn cũng chưa nghĩ ra mình muốn cái gì thiên địa lăng vân chi kia hắn đã cất chứa rất nhiều năm một mực đều cảm thấy đây là thứ tốt nhưng tuyệt đối không có nghĩ qua sẽ đáng giá như vậy cho nên mãi cho tới bây giờ trong đầu hắn vẫn lộn xộn không có đầu mối gì chỉ là bản năng tự nói với mình phải mau chóng xử lý sạch thiên địa lăng vân chi này bằng không mà nói cũng đừng rơi vào kết cục như đảm trí bị người vạch trần ra vậy thì phiền toái lớn rồi trình tiền người chớ khẩn trương chân thiếu chủ bảo ngươi nói ngươi cứ nói đừng ngại Vô Song đại đế hòa hòa khí khí an ủi. Với tư cách tiền bối của tán tu giới, Vô Song đại đế đối với hậu bối của tán tu giới vẫn tương đối chiếu cố. Dù sao tu sĩ tán tu giới, được một bảo vật cũng không dễ dàng. Trình Tiền có chút không có ý tứ, kỳ thật, kỳ thật ta cũng chưa nghĩ ra. Ta chỉ nghĩ, chân thiếu chủ là nhân vật đại nhân đại nghĩa, chắc chắn sẽ không bạc đãi ta. Ta, ta cũng không biết Thiên Địa Lăng Vân chi này đáng giá như vậy cái hạnh phúc này tới quá nhanh, đầu óc ta có chút theo không kịp. Cho nên, cho nên ta muốn mời chân thiếu chủ giúp ta chủ tính thoáng một phát, giao dịch như thế nào với ta có lợi nhất. Trình tiền nói đến đây, chính mình cũng có chút đỏ mặt. Tất cả mọi người nở nụ cười, mọi người nhìn ra được trình tiền này thật là có chút cuốn bách. Xem ra đích thật là hạnh phúc tới quá đột nhiên, bị cái bánh từ trên trời rớt xuống kia nện choáng luôn. Đương nhiên, là một tán tu địa thánh cảnh mà nói, giá trị của thiên địa lăng vân chi đích thật là quá cao, cao đến hắn có chút không cách nào quy hoạch, đây cũng là bình thường. Chương 2144, giao dịch thiên địa Lăng Vân Chi, 1. Trình Tiền cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, xấu hổ gãi gãi đầu. Vô Song đại đế chứng kiến bộ dạng Trình Tiền này ngốc núc ních, đã cảm thấy thân thiết, lại cảm thấy khổ sở. Hắn ở trên người Trình Tiền, nhớ tới chính mình lúc trước, lúc trước thời điểm mạch Vô Song hắn tuổi trẻ, đã từng bất lực qua như vậy. Nếu như không phải về sau cơ duyên xảo hợp, gặp được rất nhiều kỳ ngộ, hắn căn bản đi không tới một bước này. Ở trên người Trình Tiền, Mạch Vô Song lại một lần nữa thấy được bóng dáng của mình. Giống ban đầu ở Tà Nguyệt thượng vực chứng kiến Cố Tâm Đường, đồng dạng thấy được bóng dáng của mình. Mạch Vô Song nhìn như hào phóng, trên thực tế là người cảm tình cực kỳ phong phú, tinh tế tỉ mỉ, rất dễ dàng xúc cảnh sinh tình. Chân thiếu chủ, hoàn cảnh sinh tồn của thế giới tán tu, so với tông môn còn tàn khốc. Trình Tiền này có thể được một cây linh dược coi như là người may mắn trong tán tu rồi. Hắn đã thành tâm cùng khổng tước Thánh Sơn giao dịch như thế, kính xin thiếu chủ thay hắn chủ tính. Vô song đại đế ngược lại cầu tình cho Trình Tiền. Trình Tiền tuyệt đối không nghĩ tới vô song đại đế sẽ thay hắn nói chuyện, trong đầu cũng nóng hầm hập. Giang Trần có chút gật đầu, Trình Tiền, dù vô song đại đế không nói, người đã cầu đến trên đầu ta, bổn thiếu chủ cũng không có đạo lý ngồi yên không lý đến. Người nói xem, nhu cầu của ngươi, là thiên hướng phương diện nào, Trình Tiền nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ta nghĩ, ta muốn đời này có thể trùng kích hoàng cảnh thoáng một phát, cái kia liền nằm mơ cũng có thể bật cười. Đối với rất nhiều tán tu mà nói, hoàng cảnh là nhân vật mà cả đời cũng khó có khả năng hoàn thành. Đừng nói hoàng cảnh, ngay cả loại địa thánh cảnh như Trình Tiền, cũng là vô số người cả đời không có khả năng trùng kích đến. Thế giới võ đạo rất tàn khốc, một cấp so với một cấp gian nan. Hoàng cảnh đã xem như đỉnh cao trong thế giới võ đạo rồi, nhất định là đại đa số người không thể trèo tới. Phong cảnh nơi đó, nhất định chỉ thuộc về rất ít người. Trình Tiền hiển nhiên còn không thuộc về rất ít người kia, mà thuộc về tồn tại đứng dưới hoàng cảnh nhìn lên. Đừng nhìn tu vi của Trình Tiền, hắn đã là địa thánh cảnh, bất quá Trình Tiền tự mình biết chuyện của mình, tuổi của hắn không tính lớn, nhưng mà tiềm lực võ đạo kỳ thật đã đào móc được không sai biệt lắm. Nếu như không có kỳ ngộ đặc thù gì, đời này có thể đến thiên thánh cảnh đã là cực hạn. Cho nên, Trình Tiền khó được có một cơ hội như vậy, liền dứt khoát hướng Giang Trần đưa ra yêu cầu này đây cũng là tâm nguyện lớn nhất đời này của Trình Tiền. Trình Tiền thấy chân thiếu chủ chỉ nhìn mình, không nói gì, trong nội tâm cũng bối rối. Chân thiếu chủ, ta biết rõ yêu cầu này có chút hà khắc. Ta, ta chỉ muốn đạt được tư cách trùng kích hoàng cảnh, xông không vào, vậy cũng không có việc gì. Trình Tiền khẩn trương giải thích, sợ Giang Trần dưới sự giận dữ đuổi hắn đi. Giang Trần không có trả lời Trình Tiền, mà ung dung cười cười, nhìn vô song đại đế, nhìn hòe sơn nhị tiêu, Ba vị, các ngươi cảm thấy tiềm lực của Trình Tiền như thế nào? Mạch Vô Song là người thật sự, chi tiết nói, ta xem tiềm lực của hắn, thánh cảnh cửu trọng là cực hạn rồi. Đây là khả năng lạc quan nhất. Tiêu Vân cũng gật đầu, hoàn toàn chính xác, tiềm lực võ đạo của hắn đã đào móc không sai biệt lắm. Giang Trần cười nói, Trình Tiền, ngươi có nghe hay không? Sắc mặt Trình Tiền ảm đạm, nghe mấy đại đế tán tu kết luận như vậy, cái này để cho hắn cảm thấy tiền đồ u ám. Chân thiếu chủ, là ta mạo muội rồi. Trình Tiền uể oải nói. Ha ha, từ góc độ thông thường đến xem, tiềm lực của ngươi đích thật là đáo móc được không sai biệt lắm. Bất quá, nể mặt thiên địa lăng vân chi, nếu quả thật bổn thiếu chủ giao dịch với ngươi, cũng nên hoàn thành tâm nguyện của ngươi, mới có thể yên tâm thoải mái nhận lấy bảo bối. Mọi người nghe Giang Trần nói như vậy, đều khẽ giật mình. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ chân thiếu chủ còn có biện pháp sao? Đột nhiên vô song đại đế nghĩ tới điều gì, con mắt bừng sáng, trình tiền còn không mau mau cảm ơn chân thiếu chủ vô song đại đế vỗ đùi quát trình tiền sững sờ bất quá hắn rất cơ linh nghe vô song đại đế nói như vậy liền biết rõ có lẽ chuyện này còn có chuyển cơ lập tức không chút do dự quỳ một chân trên đất trình tiền đa tạ tạo hóa tri ân của chân thiếu chủ giang trần khoan thai cười cười mạch lão ca ngươi không hổ là cự đầu tán tu a đối với tán tu hoàn toàn chính xác rất để bụng trình tiền ta sẽ cho ngươi một kỳ ngộ để ngươi đạt được cơ hội trùng kích hoàng cảnh. Thậm chí, bổn thiếu chủ sẽ tiễn đưa ngươi một ít đan dược trùng kích hoàng cảnh. Coi đây là giá cả, gốc Thiên Địa Lăng Vân chi kia, liền quy khổng tước Thánh Sơn ta, ngươi có ý kiến gì không?" Trình Tiền vội nói, "Ta không có ý kiến." Giang Trần cười nói, lại nói tiếp, "Chuyện này vẫn là ta buôn bán lời. Như vậy đi, chờ ngày nào đó ngươi trùng kích đến hoàng cảnh, có cơ hội lại đến Khổng Tước Thánh Sơn tìm ta, ta cho ngươi một cọc cơ duyên khác." như thế nào? Tuy Giang Trần không nói cơ duyên gì, nhưng là thiếu chủ của khổng tước Thánh Sơn, Lưu Ly Vương Thành Chi chủ hứa hẹn như vậy, trình tiền tự nhiên sẽ không hoài nghi. Trình tiền đa tạ chân thiếu chủ, chân thiếu chủ đại ân đại đức, trình tiền suốt đời khó quên. Lời này của trình tiền ngược lại là phát ra từ đáy lòng. Chưa nói tới đại ân đại đức, ngươi có được thiên địa lăng vân chi, là đại phúc duyên. Ta gần đây chú ý mua bán công bình, cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Giang Trần cười nói, phân phó xuống dưới trình tiền ngươi ở lại thiếu chủ phủ mấy ngày ta sẽ phân phó thủ hạ an bài nếu như ngươi lo lắng ta sẽ để cho mạch lão ca tự mình hỏi đến thoáng một phát ngoài ra nơi này có một ít thánh anh đan còn có một khỏa thánh tiếu đan cùng với tài nguyên tu luyện ở thánh cảnh ngươi trước thu lấy những tài nguyên này đối với ngươi trùng kích hoàng cảnh cũng có tác dụng bổ sung thật lớn thánh anh đan giang trần là không thiếu nhất năm đó hắn ở huyện ba sơn thí luyện đã nhận được vô số thánh anh thảo luyện chế ra rất nhiều thánh anh đan thánh anh đan này dùng cho thánh cảnh tu luyện rất có ích lợi tuy đến hậu kỳ tác dụng của thánh anh đan không quá rõ ràng nhưng mà đối với tán tu như trình tiền mà nói tài nguyên còn là phi thường trọng yếu mà thánh tiếu đan thì dùng thiên oánh thảo làm chủ tài liệu luyện chế giang trần đồng dạng có một đám thánh tiếu đan thánh tiếu đan này có thể làm cho trình tiền ở trong thánh cảnh vô điều kiện tăng lên một tầng cho nên nghe được ba chữ thánh tiếu đan kia con mắt của trình tiền cũng sáng ngời tiếp qua đồ vật của Giang Trần, hai tay Trình Tiền cũng khẽ run lên. Hiện tại hắn là địa thánh cảnh đỉnh phong, cũng chính là thánh cảnh lục trọng. Chương 2145, giao dịch thiên địa lăng vân chi, 2. Kẹt ở địa thánh cảnh đỉnh phong đã có rất nhiều năm rồi, chậm chạp không cách nào trùng kích thiên thánh cảnh. Có thánh Tiếu đan, nhất định có thể một lần hành động đột phá thiên thánh cảnh. Cái này chẳng khác nào là tiến dần từng bước, chạm đến bình đài của hoàng cảnh. Chứng kiến bộ dạng hưng phấn của Trình Tiền, Giang Trần cũng cảm thán. Tán tu cuối cùng là tán tu, cái này rõ ràng là hắn dùng bảo vật đổi đến, hắn lại mang ơn. Trên thực tế, mặc dù ta cho hắn nhiều như vậy, vẫn là ta tiện nghi a, à, Giang Trần cảm thán. Thiên Địa Lăng Vân chi kia, luận giá trị thực tế, có thể so với năm gốc thiên cấp linh dược. Giang Trần cho trình tiền, cộng lại chỉ có thể so với một cây thiên cấp linh dược. Đương nhiên, để cho trình tiền cao hứng nhất không phải những thứ này, mà là Giang Trần sẽ giúp hắn đạt được tư cách trùng kích hoàng cảnh. Đây đối với những tu sĩ vô vọng tấn trước kia mà nói, mới là tạo hóa lớn nhất. Đứng trên lập trường của Trình Tiền, hắn lựa chọn như vậy là chính xác. Nếu như thực lực không cách nào tăng lên, dù thiên địa lăng vân chi lại đáng giá, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì không cách nào chuyển hóa thành giá trị thực tế. Thứ này lưu ở trên thân thể, cũng chẳng khác nào vô dụng. Nếu như lấy đi địa phương khác giao dịch, không nói trước có thể đổi đến vật có giá trị hay không, có thể bảo vệ tánh mạng hay không cũng không biết bao nhiêu ít nhất giao dịch với khổng tước thánh sơn tánh mạng là không thành vấn đề hơn nữa có thể bảo đảm lợi ích cớ sao không làm giang trần gọi câu ngọc đến dàn xếp trình tiền một chút tiễn bước trình tiền tất cả mọi người ôm quyền nói thiếu chủ chúc mừng thiên địa lăng vân chi đến trong tay thiếu chủ coi như là vật quy nguyên chỗ rơi vào trong tay người khác cũng là phung phí của trời mọi người ở trên khâu dám bảo cũng nghe giang trần đề cập tới diệu dụng của thiên địa lăng vân chi luyện chế đến lăng đan mọi người ở đây, kỳ thật trong đầu cũng lửa nóng. Loại đan dược này, trước đây bọn hắn chưa nghe nói qua, cho nên trong nội tâm không khỏi tràn ngập hiếu kỳ. Chân thiếu chủ, đế lăng đan mà ngươi nói, thật có thể luyện chế ra. Vẻ mặt bàn long đại đế thành kính hỏi thăm. Vô song đại đế cùng hòe sơn nhị tiêu, cũng trông mong nhìn Giang Trần. Hiển nhiên cũng muốn từ chỗ Giang Trần đạt được đáp án xác định. Giang Trần cũng không giấu giếm, đế lăng đan là đan dược chắc chắn 100%. Thiên địa lăng vân chi này là chủ tài liệu luyện chế đế lăng đan, một chút cũng không giả. Mọi người nghe vậy đại hỉ. Nhất là bản long đại đế, hắn bây giờ là sơ giai đế cảnh, ở trong chư vị đại đế của khổng tước thánh sơn, tu vi yếu nhất. Hắn đối với thực lực tăng lên, khát vọng viễn siêu những người khác. Cho nên nghe diệu dụng của đế lăng đan, hắn là người khát khao nhất. Nếu như gốc thiên địa lăng vân chi này lại phát triển một ngàn năm, vậy thì càng đáng giá rồi. Chỉ tiếc tuổi của nó vẫn là thấp một tí nếu có thể tìm được thiên địa lăng vân chi ba 000 năm trở lên, tuyệt đối có thể luyện chế một lò đế lăng đan hoàn mỹ. Giang Trần cũng hơi có chút tiếc nuối. Bàn long đại đế vỗ đùi, cười hắc hắc nói, chân thiếu chủ, lão phu bất tài, muốn sớm đặt trước một viên đế lăng đan. Mặc kệ giá lớn bao nhiêu, bàn long nhất tộc ta đều nguyện ý trả. Mặc dù vô song đại đế cùng hòe sơn nhị tiêu đối với đế lăng đan, cũng thập phần khát vọng. Nhưng bọn hắn biết, lúc này bọn hắn không thích hợp mở miệng dù sao luận bối phận thời gian bọn hắn đi theo giang trần quá ngắn bàn long đại đế là dòng chính tâm phúc của khổng tước thánh sơn a nói sau lần trước vô song đại đế đã được giang trần cho thiên côn huyết mạch mục tiêu rộng lớn đối với đế lăng đan này độ khao khát xa xa không bằng người khác hiện tại mục tiêu cùng tầm mắt của hắn đã bỏ vào trùng kích thiên vị so sánh xuống dưới hòe sơn nhị tiêu có khả năng rất khát khao đế lăng đan bất quá bọn hắn mới vừa nương tựa giang trần hơn nữa mới vừa từ chỗ Giang Trần nhận được công pháp chỉ điểm. Cho nên trong lúc nhất thời, cũng không thể kéo ra mặt mở miệng. Giang Trần cười nói, bàn long đại đế đã mở miệng, đế lăng đan này tự nhiên lưu cho ngươi một viên. Gốc thiên địa lăng vân chi này không đủ năm, có lẽ chỉ có thể luyện chế hai viên đế lăng đan. Nếu như phát huy hoàn mỹ, có lẽ còn có thể nhiều ra một viên. Hắc hắc, thiếu chủ ngươi đan đạo vô song, ngươi ra tay, nhất định có thể được ba viên. Bàn long đại đế không có thiết tháo vuốt mông ngựa, bên thiếu chủ phủ kia, câu ngọc giao lại công tác an bài cho Tiết Đồng. Tiết Đồng là biểu đệ của Giang Trần. Cho tới nay, đối với Giang Trần là tận chức tận trách, đối với câu ngọc chuyển giao công tác an bài cho hắn, ngược lại không có oán hận gì. Hắn biết rõ, câu ngọc tính tình cao ngạo, có lẽ không muốn một mình an bài chỗ ở cho một nam tử xa lạ. Chút sự tình ấy, Tiết Đồng tự nhiên cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Ở thiếu chủ phủ, là tuyệt đối an toàn. Hơn nữa đàm chí này nhìn về phía trên cũng không có ác ý gì, Ngược lại còn có chút tinh thần hoảng hốt, mất hồn mất vía, cũng không biết có phải vì khẩn trương nên câu thúc hay không. Tiết đồng với tư cách một trong những tâm phúc sớm nhất của Giang Trần, thiên phú võ đạo cực cao, hơn nữa những năm này Giang Trần tài bồi, tu vi cũng tiến vào địa thánh cảnh rồi. Kiến thức hắn rộng rãi, hôm nay đối mặt các loại chẳng diện, cũng có thể ứng đối tự nhiên. Đàm đạo hữu, ta nghe bọn hắn nói, ngươi ở trên đại hội tán tu đã tuyên bố đầu nhập vào thiếu chủ nhà ta, chỉ cần ngươi không có nhị tâm gì, sau này mọi người là người một nhà ngươi không cần câu thúc như vậy tiết đồng rất thân thiện an ủi đàm chí đàm chí miễn cưỡng cười cười đa tạ tiết huynh đệ tiết huynh đệ nhìn rất tuổi trẻ a à. tiết đồng cười nói những người trong thiếu chủ phủ này ngoại trừ mấy vị đại đế tiền bối ra đại đa số niên kỷ đều không tính lớn đàm chí gật gật đầu tiết huynh đệ ta mới đến có chút quy củ còn không hiểu ta muốn hỏi một chút trong thiếu chủ phủ này có cấm khu gì không thể đi loạn không tiết đồng cười nói cấm khu ngược lại là không có, nhưng mà quy tắc ngầm vẫn phải có. Địa phương thiếu chủ sinh hoạt hàng ngày, còn có địa phương nữ quyến ở, nam tu là không thể tới. Đương nhiên, cửa khẩu các nơi đều có người trông coi, toàn bộ thiếu chủ phủ ngoài lòng trong chặt. Chỉ cần ngươi không đi loạn, cơ bản đều không có việc gì. Nói như vậy, bằng hữu tầm đó ghép nhà, có lẽ không có sao chứ. Tự nhiên không có việc gì, đàm đạo hữu, ngươi ở thiếu chủ phủ có bằng hữu. Tiết đồng nói dẫn hỏi. Đàm chí nói, ta vừa tới thiếu chủ phủ, còn không kịp có bằng hữu gì. Bất quá sau này thời gian dài, tổng có thể kết giao đến vài bằng hữu. Chương 2146, thân phận chân thật của đàm chí. Ân, cái này tự nhiên. Người trong thiếu chủ phủ, đều rất hòa thuận. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi không nên tự cao tự đại. Đàm chí gật gật đầu, lại không nói cái gì nữa. Tốt rồi, đã đến. Cái tiểu viện này không lớn, nhưng một mình ngươi ở, lại dư xài, vùng này ở không ít người ngươi không có việc gì cũng có thể cùng mọi người đi đi lại lại tiết đồng giàn xếp tốt đàm trí hảo tâm nhắc nhở đàm trí nhìn nhìn sân nhỏ ngược lại là hết sức hài lòng đang muốn đẩy cửa đi vào phía bên phải cách vài chục trượng có một tiểu viện từ trong cửa đi ra một tu sĩ tóc bạc người này chứng kiến tiết đồng đứng ở ven đường liền cười hô tiết tiểu hữu người đây là đi đâu người này là vân niết trưởng lão lần trước giang chân từ đan hỏa thành cứu về Hiện tại có đôi khi Vân Niết trưởng lão ở Thái Uyên các chủ trì đại cục, có đôi khi cũng trở về thiếu chủ phủ cùng Mộc Cao Kỳ ở chung một chỗ. Cái tiểu viện kia rất lớn, đúng là Giang Trần an bài cho Mộc Cao Kỳ. Ha ha, Vân Đại Sư, đến một bằng hữu mới, thiếu chủ để ta an bài thoáng một phát. Tiết Đồng giới thiệu nói, đàm đạo hữu, vị này gọi Vân Đại Sư, là bằng hữu cũ của thiếu chủ nhà ta. Lão nhân ra ông ta có một đệ tử, cùng thiếu chủ nhà ta tình như thủ túc, tiết đồng lại giới thiệu nói vân đại sư vị này là đàm chí đàm đạo hữu hắn ở trong tán tu đại hội có được một kiện trí bảo thiếu chủ cực kỳ coi trọng đàm bằng hữu cùng thiếu chủ tỉnh táo tương tích cho nên hắn đầu phục khổng tước thánh sơn về sau coi như người mình a à. tiết đồng rất biết nói chuyện không có nói ra quẫn cảnh của đàm chí mà nói hắn và chân thiếu chủ tỉnh táo tương tích như vậy cũng làm cho đàm chí không đến mức cảm thấy mất mặt vân niết trưởng lão cười nói chuyện tốt a à, khổng tước thánh sơn ngày càng lớn mạnh đủ thấy mị lực của chân thiếu chủ lớn bao nhiêu, chuyện tốt, đại hảo sự. Đàm đạo hữu, có thời gian đến hàn xá ngồi một chút. Giờ phút này, đàm chí nhìn vân Niết trưởng lão, ánh mắt lại tràn ngập phức tạp. Giờ phút này ánh mắt của hắn, phẳng phất tràn đầy cảm giác tăng thương. Đàm đạo hữu, vân Niết trưởng lão hiển nhiên là nhìn thấy biểu hiện của đàm chí có chút kỳ quái. Đàm chí hoảng hốt một lát, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, có chút hổ thẹn nói, thật có lỗi thật có lỗi, chứng kiến vân đại sư ta trong thoáng chốc nhớ tới một người cũ làm cho đàm mỗ thất thố rồi vân đại sư thông cảm thông cảm vân niết trưởng lão thấy đàm chí này không giống giả bộ cũng lơ đễnh không dám không dám đàm đạo hữu nhất định là người trọng tình trọng nghĩa a tiết đồng cười cười nhị vị các ngươi trò chuyện ta có một số việc cáo từ trước tiết đồng làm thỏa đáng sự tình rồi cũng không lưu lại liền tự rời đi vân niết trưởng lão chắp tay nói với đàm chí đàm đạo hữu vân mỗ cũng có chút tục vụ quấn thân trước cáo từ lần sau có cơ hội mời đàm đạo hữu đến hàn xá uống một ly như thế nào biểu lộ của đàm chí lạnh nhạt cười cười nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào vân niết trưởng lão không nói gì chỉ là nhìn như vậy từ lúc vân niết trưởng lão nhìn thấy đàm chí liền cảm thấy người này có chút kỳ quái ánh mắt đàm chí này nhìn người lại để cho vân niết trưởng lão có một loại cảm giác nói không nên lời làm cho lòng hắn sợ làm cho hắn tâm phiền ý loạn đàm bằng hữu vân mỗ thật sự giống cố nhân của ngươi sao nhìn ta như vậy vân mỗ ngược lại có chút chống đỡ không được rồi vân niết trưởng lão trêu ghẹo nói đàm chí than nhẹ một tiếng ánh mắt như cũ là tràn đầy thâm ý không thể tưởng được đan càn cung vân niết trưởng lão năm đó hôm nay đã thăng chức thành thượng khách của lưu ly vương thành vân niết trưởng lão đàm mỗ nên chúc mừng ngươi hay nên vì đan càn cung cảm thấy bi ai lời này giống như một bát nước lạnh đột nhiên quất vào trên mặt vân niết trưởng lão làm cho Vân Niết trưởng lão nhảy dựng, trong mắt bắn ra sắc thái khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm vào người đối diện, lòng bất tranh khí hung hăng nhảy dựng đàm đạo hữu, ngươi, nhận thức ta. Ngữ khí của Vân Niết trưởng lão ngưng trọng, nhưng lại tràn đầy đề phòng. Ta không chỉ nhận ra ngươi, còn biết cao đồ của ngươi, người chân thiếu chủ xưng huynh gọi đệ, là Mộc Cao Kỳ, còn có Lăng Huệ Nhi, có lẽ còn có rất nhiều đệ tử của Đan Càn cung a. Ngữ khí của Đàm Chí chua xót, cũng không biết là bi thương hay là vui vẻ. Vân Niết trưởng lão lảo đảo, "Ngươi, ngươi rốt cuộc là người phương nào?" Đàm Chí lộ vẻ sầu thảm, vạn tượng cương vực kinh biến một kiếp, sơn hà nghiền nát, tông hủy người vong. Cố nhân tương kiến không nhận thức. "Vân Niết, ngươi cảm thấy ta là ai đây?" Thanh âm của Đàm Chí bỗng nhiên biến đổi. Nghe được thanh âm này, toàn thân Vân Niết trưởng lão co lại, thất thanh nói, "Cung chủ." Lập tức, tựa hồ Vân Niết trưởng lão nghĩ đến cái gì đó, "Đàm Chí, Đàm Chí." Đan Trì, Đan Trì, ngươi là đan trì cung chủ. Đàm chí, đan trì. Cái này rõ ràng là hài âm A. À. Đàm chí than nhẹ, đưa tay lên mặt, xóa dịch dung, lộ ra tướng mạo sẵn có. Bất ngờ đúng là đan trì cung chủ mất tích nhiều năm. Lãng mục tinh mi, như cũ là khi khái hào hùng như vậy. Chỉ là tóc mai tầm đó, đã có chút sương bạch. Muốn nói tiếp, kỳ thật tuổi thọ của đan trì cung chủ không lớn, cũng không quá đáng là vừa hơn trăm tuổi mà thôi. Cái tuổi này ở trong thế giới võ đạo, đích thật là phi thường trẻ tuổi chỉ là tóc mai xương bạch kia, nói rõ tông môn nghiền nát 10 năm này, hắn trôi qua dày vò cùng thống khổ đến cỡ nào. Vân Niết trưởng lão như bị điện giật, như hóa đá, đứng tại nguyên chỗ, thật lâu không cách nào nhúc nhích, bờ môi run rẩy, nhưng lại nói không nên lời. "Cung chủ, cung chủ, thật là ngươi." Vân Niết trưởng lão có một loại cảm giác đang nằm mơ. "Vân Niết, ai từng nghĩ tới, vạn tượng đại điển từ biệt, ta và ngươi lại cách lâu như vậy mới được tương kiến?" Ai từng nghĩ tới, lúc gặp lại, vạn tượng cương vực đã phá thành mảnh nhỏ, ta và ngươi đã thành chó nhà có tang. Đan trì cung chủ cũng có chút run rẩy. Vân Niết trưởng lão bị buổi nói chuyện này, nói đến nước mắt tuôn đầy mặt, hốc mắt ướt át, sông lên, gắt gao bắt lấy hai vai của đan trì cung chủ. Cung chủ, thật là ngươi, thật tốt quá, thật tốt quá. Vân Niết trưởng lão kích động đến tột đỉnh. Không thể tưởng được, trời có mắt rồi, cung chủ ngươi quả nhiên còn sống. Đan càn cung môn hạ, mỗi người đều hăng hái hướng lên, mưu cầu đông sơn tái khởi, trùng kiến tông môn. Những ngày này, trên vai ta một mực gánh vác, vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm. Cung chủ ngươi xuất hiện thật sự là quá tốt, nếu như đệ tử đan càn cung ta biết rõ tông chủ ngươi còn sống, tất sẽ càng thêm phấn chấn. Thật tốt quá, thật tốt quá. Vân Niết trưởng lão cơ hồ là có chút nói năng lộn xộn. Chương 2147, cố nhân đan càn cung tái tụ, một. Đan chỉ cung chủ khẽ giật mình, đan càn cung môn hạ, trên đời này chẳng lẽ còn có rất nhiều đan càn cung môn hạ sao có còn có ít nhất còn có mười mấy người bất quá đây hết thảy toàn bộ nhờ giang trần ban tặng giang trần đan chỉ cung chủ đột nhiên nghĩ tới điều gì biểu lộ cũng kích động đúng vậy hắn là khổng tước thánh sơn chân thiếu chủ chân thiếu chủ là giang trần cung chủ nếu như không có giang trần chỉ sợ chúng ta đã thành nô bộc cho người khác sai sử sinh tử không biết rồi là Giang Trần liều lĩnh từ vạn tượng cương vực giết đến Lưu Ly Vương Thành, cứu rất nhiều đệ tử đan càn cung. Còn xa phó đan hỏa thành, cứu ta cùng cao kỳ. Hắn cũng không quên đốc xúc mọi người, thời thời khắc khắc phải nhớ kỹ tông môn sỉ nhục, thời thời khắc khắc chớ quên trí hướng trùng kiến tông môn. Có thể nói, không có Giang Trần, mọi người tuyệt đối kiên trì không đến bây giờ. Vân Niết trưởng lão nói đến Giang Trần, ngữ khí cũng tràn đầy cảm kích. Hai mắt đan chỉ cung chủ sáng ngời, quả nhiên là hắn chân thiếu chủ giang trần ha 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 ta liền nói giang trần này tuyệt đối không phải vật trong ao vân nhiết, là ta đa nghi rồi ta phiêu bạt nhiều năm tâm tình đã xảy ra biến hóa cực lớn lúc ấy ở cửa ra vào nhìn thấy cao kỳ ta còn không dám quen biết sợ có sai lầm gì hiện tại ta lại có chút xấu hổ giang trần giang trần trên mặt đan trì cung chủ bị đè nén hồi lâu cũng hiện đầy dáng tươi cười vui sướng giờ khắc này hắn cảm thấy nhiều năm qua phiêu bạt nhiều năm qua cử tử nhất sinh cũng đáng giá hắn tuyệt đối không thể tưởng được mình vậy mà sẽ ở nơi này chứng kiến đồng đạo năm đó hắn vốn cho rằng sau tai kiếp đan càn cung đã không có người còn sống mặc dù là giang trần bị bất diệt thiên đồ đuổi giết đan trì cung chủ cũng không cho rằng hắn có thể khiêng xuống thế nhưng mà dù vậy đan trì cung chủ chưa bao giờ buông tha qua hắn một mực dãy ruộng một mực cố gắng cố gắng ở trong thế giới tán tu cầu sinh tồn mà vô tình lấy được một miếng ngọc giản lại mang đến cho hắn chuyển cơ to lớn như thế. Hồi tưởng lại, một đường này thiên tân vạn khổ, cử tử nhất sinh, không nghĩ tới vào lúc này đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, đan chỉ cung chủ là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phần hạnh phúc này đến đột nhiên như thế, triệt để như vậy, làm cho tâm tình một ngạt hồi lâu của đan chỉ cung chủ rốt cục được phóng thích. Vân Niết Trường lão kích động, so với đan chỉ cung chủ càng sâu, nắm lấy hai tay của đan chỉ cung chủ, phảng phất như lo nó bay đi quan hệ giữa Vân Nhiết trưởng lão cùng Đan Trì cung chủ cũng không tính đặc biệt mật thiết. Bởi vì lúc Đan Trì cung chủ tiền nhiệm, võ đạo hưng thịnh, giảm xuống trình độ coi trọng đan đạo. Bản thảo đường nguyên bản là đan càn cung đệ nhất đường, cũng nhường vị cho bản võ đường. Nhưng mà từ khi Giang Trần tiến vào đan càn cung, Giang Trần làm thuốc bôi trơn, thành cầu nối giữa Vân Nhiết trưởng lão cùng Đan Trì cung chủ, để hai người này càng đi càng gần, kết thành liên minh cùng chung chí hướng. Hai người đều ôm hùng tâm chí khí, dự định trấn hưng đan càn cung từ khi bất diệt thiên đô ra tay xích đỉnh trung vực xâm lấn tất cả hùng tâm hoài bão đều thành phù vân vân niết ngươi và ta cửu tử nhất sinh có thể tái tụ liền nói rõ thiên không vong đan cản cung ngươi và ta không cần nhi nữ trường tình như vậy tình cảm gợn sóng của đan trì cung chủ cũng chỉ là trong chốc lát lúc sau liền khôi phục bình tĩnh cung chủ nói không sai thiên hữu đan cản cung thiên hữu vạn tượng cương vực vân niết trưởng lão cũng ổn định tâm tình lại nói Ta liền đi nói cho Giang Trần, dẫn hắn tới gặp cung chủ. Đan Chỉ cung chủ khoát tay chặn lại, "Vân Niết, lúc này không giống ngày xưa, Giang Trần đã không phải vật trong ao. Địa vị tu vi của hắn đều trên ta, nên là ta đi gặp hắn mới đúng." Vân Niết trưởng lão trầm ngâm chốc lát, "Cũng đúng, hiện tại ngươi và ta đều là người lưu vong, nếu không có hắn che chở, sớm chiều khó giữ được, chớ nói chi là trấn Hưng tông môn." "Vân Niết, trước tiên thong thả, ngươi đem những năm này Giang Trần trải qua, nói cho ta một lần." vật đổi sau rồi, đan chỉ cung chủ cũng lo lắng, lấy thân phận địa vị bây giờ của giang trần, giữa bọn họ vẫn có thể giống như trước đây sao? vân niết trưởng lão cũng không hàm hồ, cặn kẽ đem truyền kỳ của giang trần nói một lần, còn cường điệu giang trần chăm sóc cùng thúc dục đệ tử đan càn cung. sau khi đan chỉ cung chủ nghe xong, cũng than thở, người này ngồi ở vị trí cao, vẫn có thể uống nước nhớ nguồn, không có vong bản, quả thật là người cương trực, mang hắn từ bảo thụ tông tới đan càn cung là chuyện chính xác nhất đời ta từng làm vân niết trưởng lão cũng than thở xác thực nếu không phải năm đó cung chủ mắt sáng thức châu cùng người này kết thiện duyên đan càn cung ta nhất định như những tông môn khác của vạn tượng cương vực diệt vong là chắc chắn hai người đều than thở không ngớt đan chỉ cung chủ lại hỏi bây giờ đệ tử đan càn cung ở lại lưu ly vương thành còn có người nào năm đó trí tôn động phủ tứ đại thiên vương thẩm thanh hồng cùng nhiếp trùng đều ngã xuống Quân mặc bạch là gian tế của Cửu Dương Thiên Tông, Lăng Bích Nhi không biết tung tích. Ngoại trừ Giang Trần, bây giờ trẻ tuổi của Đan Càn Cung lưu lại, chỉ có Mộc Cao Kỳ, Thân Tam Hỏa, Nhung Tử Phong, Lăng Huệ Nhi, Âu Dương Hạng Siêu. Có điều đáng giá vui mừng là, dưới sự giúp đỡ của Giang Trần, những đệ tử trẻ tuổi này đều tiến bộ rất lớn. Vân Niết Trường lão được Giang Trần cứu từ đan hỏa thành về, hắn trở về từ cõi chết cũng vạn vạn không nghĩ tới. Tại Lưu Ly Vương Thành, Đan Càn Cung vẫn còn có nhiều đệ tử như vậy thẩm thanh hồng cũng ngã xuống đan chỉ cung chủ lắc đầu than nhẹ đáng tiếc đáng tiếc ban đầu ta cùng các trưởng lão đồng thời phá vòng vây đại đa số người cũng không có thể sống sót nói tới việc năm đó hai người không ngừng thổn thức thiếu chủ phủ nơi giang trần sinh hoạt thường ngày vân niết trưởng lão cầu kiến giang trần hơi run run lúc này hơn nửa đêm làm sao vân niết trưởng lão lại đến lẽ nào có chuyện gì hay sao giang trần hiểu rất rõ vân niết trưởng lão biết người này tính cách cẩn thận biết rõ mình mấy ngày nay lo cho tán tu đại hội rất bận, nếu như không có chuyện gì gấp, hắn kiên quyết sẽ không đêm hôm khuya khoát tới gặp. Mời vào. Không lâu lắm, Vân Niết trưởng lão liền vội vội vàng vàng đi vào. Vân Niết gặp chân thiếu chủ. Vân Niết trưởng lão tiến lên thi lễ. Giang Trần cười nói, Vân Niết trưởng lão, giữa chúng ta, liền không cần khách khí như vậy. Ngươi vội vội vàng vàng đến, chẳng lẽ có chuyện gì khẩn yếu sao? Vẻ mặt của Vân Niết trưởng lão nghiêm nghị, gật gù, xác thực có chuyện quan trọng, Vân Niết dẫn theo một cố nhân đến, đang chờ ở bên ngoài, không biết chân thiếu chủ có thuận tiện gặp hắn một lần hay không. Chương 2148, cố nhân đan cản cung tái tụ hai. Cố nhân, Giang Trần có chút bất ngờ. Có điều thấy vẻ mặt của Vân Niết trưởng lão nghiêm túc như vậy, liền biết cố nhân này chỉ sợ không thể không gặp. Ngay sau đó cười nói, nếu là cố nhân, vậy thì là bạn cũ. Sao Vân Niết trưởng lão không đồng thời mang đến? Vân Niết trưởng lão than thở, cố nhân này, có chút không giống. Mau mời vào đi. Vân Niết trưởng lão gật gù, xoay người ra ngoài, không lâu lắm, liền mang tới một người. Đan trì cung chủ. Giang Trần nhìn thấy đan trì cung chủ, hầu như cảm thấy con mắt của mình phạm sai lầm. Giang Trần vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ ở trường hợp này, nhìn thấy đan trì cung chủ. Trong lúc nhất thời, các loại kinh nghiệm 10 năm trước, tất cả đều nổi lên trong lòng. Cửu biệt gặp lại, đặc biệt là sau khi sinh ly tử biệt gặp lại, tất nhiên là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói dù là giang trần cũng vô cùng kích động dù tu vi võ đạo hiện tại của đan trì cung chủ ở thượng bát vực đã hoàn toàn không có chỗ xếp hạng thế nhưng này không ảnh hưởng giang trần tôn trọng hắn chút nào không có đan trì cung chủ giang trần còn có thể ở bảo thụ tông cũng sẽ không có nhiều gặp gỡ phía sau vì lẽ đó giang trần coi đan trì cung chủ là bá nhạc có ơn tri ngộ quan trọng nhất là ở trên người đan trì cung chủ giang trần nhìn thấy một loại rất chất loại chất này không phân vũ lực mạnh yếu giang trần chỉ nhìn thấy ở trên thân số ít người bảo thụ tông có diệp trọng lâu lão gia tử mà đan càn cung thì có đan trì cung chủ cũng như lưu ly vương thành có khổng tước đại đế tu vi thực lực của những người này chênh lệch rất lớn thế nhưng ở trên người bọn họ đều có một loại khí chất đặc biệt vì lẽ đó nhìn thấy đan trì cung chủ giang trần cũng mừng rỡ không ngớt song phương hàn huyên hồi lâu mới nói tình hình lúc từ biệt nguyên lai like năm đó đan trì cung chủ phá vòng vây thành công trở lại phụ cận đan càn cung, lại phát hiện phụ cận đan càn cung đã bị người khống chế. Đan trì lựa chọn tiếp tục phá vòng vây. Trong chiến đấu phá vòng vây, những trưởng lão tông môn đi theo đan trì cung chủ kia dồn dập ngã xuống. Đến lúc sau, bất đắc dĩ lấy phương thức phân công nhau hành động, đan trì cung chủ dựa vào nghị lực siêu nhân, ở dưới bất diệt thiên đô cùng xích đỉnh trung vực lùng bắt, kiên cường còn sống. Đan trì cung chủ mai danh ẩn tích, đổi tên là đàm trí. Đàm đối với đan, trí đối với chỉ, kỳ thực đều là hài âm mà ý tứ đàm chí chính là tự nói với mình thời thời khắc khắc không nên quên bản tâm không nên quên trí hướng khôi phục tông môn trùng kiến tông môn không nên bị khó khăn áp đảo mà đánh mất đấu trí đan chỉ cung chủ những năm này khổ ngươi rồi giang trần than thở so với ngươi chút khổ ấy của ta đáng là gì ta đã nghe vân nhất trưởng lão nói trải nghiệm của ngươi không thể không nói thành công lớn nhất đời này của đan chỉ ta là từ bảo thụ tông đào móc ngươi đan chỉ cung chủ lại một lần nữa động tình nói giang trần khẽ thở dài lúc trước ở đan càn cung cung chủ lấy quốc sĩ đối đãi ta ta tự nhiên lấy quốc sĩ báo đáp những chuyện kia đều là ta phải làm lại nói bất diệt thiên đô coi ta như cái đinh trong mắt mặc dù ta không làm những chuyện kia bọn họ đồng dạng sẽ truy sát ta lần này tham gia tán tu đại hội tám đại nhất phẩm tông môn chỉ không có bất diệt thiên đô lẽ nào bất diệt thiên đô này đã biết thân phận của ngươi đan chỉ cung chủ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giang trần cũng không phủ nhận gật gù, Bất Diệt Thiên Đô phái một tên thánh pháp vương tới cầu hòa, bị ta từ chối. Trong mắt Đan Chỉ cung chủ lộ ra vui sướng cùng vẻ cảm động. Vân Niết Trường lão cũng cực kỳ hưng phấn, bọn họ từ trong câu nói này của Giang Trần, nghe được quyết tâm của Giang Trần, cũng biết thái độ của Giang Trần. Hai vị, mặc dù ta thân là thiếu chủ của Lưu Ly Vương thành, trên vai gánh trách nhiệm càng nặng, có điều sự tình Đan Càn cung, tự nhiên cũng phải có ta một phần. Ta bảo toàn những đệ tử kia của Đan Càn cung, không xa vạn dặm đi cứu mộc cao kỳ, chính là vì đan càn cung lưu lại hương hỏa, trùng kiến đan càn cung. Bây giờ đan chỉ cung chủ ngươi tái xuất, này báo trước, ngày đan càn cung trùng kiến, đã không xa. Giang Trần cũng nghiêm túc tỏ thái độ. Đan chỉ cung chủ cùng vân nhất trường lão đều vạn phần kích động, lời nói này của Giang Trần, không thể nghi ngờ là cho bọn họ an định tâm hoàn, để bọn họ chân chính cảm nhận được hy vọng trùng kiến tông môn. Không nói những cái khác, nếu như đan càn cung có lưu ly vương thành chống đỡ, chỉ là bất diệt thiên đô thì có thể làm sao? Chẳng lẽ chúng có thể so sánh với Lưu Ly Vương Thành? Vân Niết trưởng lão bó cổ tay thở dài, chỉ tiếc bộ xương già này của ta, bản lĩnh có hạn, con đường trùng kiến tông môn kia sẽ rất dài lâu a. À. Đan Trì cung chủ ở trong nghịch cảnh, đột phá võ đạo cũng cực nhanh, ngăn ngắn 10 năm thời gian, đã đột phá đến nửa bước hoàng cảnh. Tu vi này, đặt ở vạn tượng cương vực năm đó, đủ có thể cùng đại thánh đường tộc trưởng thánh tượng bộ tộc kia đánh đồng rồi nhưng mà nếu nói muốn trùng kiến tông môn tu vi này hiển nhiên là không đủ hơn nữa trùng kiến tông môn dễ dàng nhưng sau khi nguyên khí đại thương muốn khôi phục số mệnh tông môn chấn hưng tông môn lại không dễ nghĩ tới đây ánh mắt của đan chỉ cung chủ cũng có chút trầm trọng chân thiếu chủ đan chỉ cung chủ nhìn giang trần năm đó ta đã nói đan cản cung có ngươi mặc dù gặp phải khó khăn lớn hơn nữa cũng có thể bình yên vượt qua hiện nay đan chỉ ta bản lĩnh thấp kém đan càn cung môn hạ mười không còn một, con đường trùng kiến tông môn, xác thực là liên tục khó khăn. Ta cũng bỏ đi sĩ diện, hướng về ngươi cầu viện. Cung chủ ngàn vạn lần đừng nói như vậy, trùng kiến đan càn cung, cũng có một phần trách nhiệm của ta. Trên thực tế, cung chủ ngươi đã có lá bài tẩy lớn nhất để trùng kiến đan càn cung rồi. Giang Trần cười nói, ô, đan chỉ cung chủ sững sờ. Cái ngọc giản kia, ghi chép một môn công pháp thượng cổ, môn công pháp này, tuyệt đối có tư cách sánh ngang với trấn tông bảo điển của nhất phẩm tông môn thậm chí còn vượt qua đan chỉ cung chủ ngươi hóa thân tán tu nhưng có thể được thượng cổ bí điển điều này nói rõ cái gì nói rõ cung chủ ngươi cũng là người nắm giữ đại khí vận đan càn cung ở trong tay ngươi nhất định hưng thịnh cũng không phải giang trần an nói suông đan chỉ cung chủ này đại nạn không chết còn lấy được thượng cổ bí điển số mệnh tuyệt đối không bình thường thượng cổ bí điển vân nhất trường lão không rõ ý tưởng hắn còn không biết thượng cổ bí điển kia là chuyện gì xảy ra. Giang Trần hơi giải thích một hồi, Vân Niết trưởng lão cũng kinh hãi đến biến sắc, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên. Chương 2149, giao dịch đại hội mở ra. Cung chủ, chân thiếu chủ nói không sai, thượng cổ bí điển này, quý giá như thế, lại bị cung chủ ngươi trong lúc vô tình lấy được. Đây tuyệt đối là thiên đại phúc duyên. Hay là, đan càn cung gặp một kiếp kia, chỉ là một ngăn trở trên con đường hương thịnh của đan càn cung đan cản cung trung quy phải ở trong tay cung chủ, mới có thể đi về phía huy hoàng. Vân Niết trưởng lão cũng là người cực kỳ tin tưởng số mệnh, những năm này, hắn trải qua nhiều như vậy, cũng lĩnh ngộ rất nhiều đạo lý. Muốn nói số mệnh, chân thiếu chủ này chính là người có đại khí vận. Vì lẽ đó mỗi một chuyện hắn làm, tuy rằng kinh người, nhưng luôn có thể chuyển nguy thành an, thu được thành công. Quan trọng nhất là, điệu bộ này của chân thiếu chủ, rất rõ ràng là phi thường chống đỡ đan trì cung chủ, ở trên sự tình trùng kiến Đan Càn cung, Giang Trần rất hiển nhiên không có ý định nắm quyền chi phối, mà rất quy củ trao trả quyền chủ đạo cho Đan Trì cung chủ. Trước kia, sự tình trùng kiến Đan Càn cung vẫn là Giang Trần chủ đạo sắp xếp, do Vân Niết trưởng lão phụ trách. Nhưng mà, sau khi Đan Trì cung chủ xuất hiện, thái độ của Giang Trần rõ ràng là muốn trao quyền lại cho Đan Trì cung chủ, chuyện này đối với Đan Càn cung mà nói, là một chuyện tốt. Nếu như Đan Càn cung trùng kiến là Giang Trần chủ đạo, mọi người đầu tiên nghĩ tới chính là thiếu chủ Lưu Ly Vương thành trùng kiến đan cản cung, ai cũng sẽ không quá để ý đan cản cung. Nhưng nếu như là đan chỉ cung chủ chủ đạo trùng kiến đan cản cung, vậy ý nghĩa của đan cản cung liền tuyệt nhiên không giống. Tuy quan hệ giữa Vân Niết trưởng lão cùng Giang Trần mật thiết, nhưng thời điểm nói đến trùng kiến tông môn, nói đến tông môn hương hỏa, hắn vẫn tương đối lưu ý chính thống. Tuy Giang Trần cũng coi như đệ tử của đan cản cung, nhưng thời điểm Giang Trần đan ở cản cung, thì thực chỉ là cầu nối giữa đan càn cung cùng bảo thụ tông chân thiếu chủ thượng cổ bí điển kia là thật thần kỳ như vậy đan chỉ cung chủ cũng có chút nửa tin nửa ngờ có thần kỳ như vậy hay không cung chủ ngươi tu luyện một hồi liền rõ ràng có điều môn công pháp này sau khi ngươi tiến vào hoàng cảnh mới có thể chân chính tu luyện ra thành tựu bằng không chỉ có thể tu luyện chút da lông mà thôi việc cấp bách là sớm một chút tiến vào hoàng cảnh mới được Giang Trần cũng nhìn ra, hiện tại đan trì cung chủ là nửa bước hoàng cảnh, không có chân chính tiến vào hoàng cảnh. Có điều, lấy tiềm lực võ đạo của đan trì cung chủ, so với trình tiền kia cao hơn rất nhiều. Mặc dù Giang Trần không giúp đỡ, đan trì cung chủ cũng có thể dựa vào bản lãnh của mình đột phá hoàng cảnh. Cung chủ, thân phận của ngươi, tạm thời không thích hợp bại lộ. Ngươi lợi dụng thân phận đàm trí, trước tiên tạm cư tại thiếu chủ phủ. Chờ sau khi tán tu đại hội kết thúc, chúng ta lại lên kế hoạch trùng kiến đan cản cung vạn tượng cương vực lưu lạc vào tay bọn đạo trích, cũng nên là thời điểm thu hồi lại. Còn có xích đỉnh trung vực. Bọn họ một lần lại một lần ức hiếp vạn tượng cương vực, cũng là thời điểm thu nợ rồi. Ngữ khí của Giang Trần lãnh đạm, hắn đối với trùng kiến đan càn cung, kỳ thực còn có một bộ tư tưởng. Kế hoạch của hắn rất lớn, không đơn thuần là trùng kiến đan càn cung, càng muốn thu phục vạn tượng cương vực, thậm chí nhét xích đỉnh trung vực vào bản đồ của đan càn cung, do từ hình thành thống trị tuyệt đối đối với khu vực này. Đây là mục tiêu của Giang Trần trước khi ma tộc xâm lấn, yêu cầu của Giang Trần là có thể đem nhân loại cương vực, chế tạo thành bền chắc như thép. Mà vạn tượng cương vực cùng xích đỉnh trung vực, đều cách nơi phong ấn rất gần. Đặc biệt là vạn tượng cương vực, càng là tuyến đầu tiên đứng mũi chịu xào. Vì lẽ đó, khu vực này, nhất định phải nắm giữ trong tay. Đương nhiên, bản kế hoạch này, Giang Trần dự định sau đó sẽ chậm rãi nói tỉ mỉ cho đan trì cung chủ. Bây giờ nói những chuyện này, còn hơi sớm. Có bên Giang Trần cường lực chống đỡ, Đan trì cung chủ cùng Vân Niết trưởng lão đều vô cùng phấn chấn, rất vui mừng trở lại nơi ở, suốt đêm không nói chuyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vân Niết trưởng lão cùng Đan trì cung chủ liền dắt tay nhau tới. Đan trì cung chủ vẫn là thân phận tán tu đàm chí. Chân thiếu chủ, tán tu đại hội này, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt, không biết có thuận tiện hay không. Vân Niết trưởng lão cũng cười nói, "Hừm, đều đi xem đi, chú ý an toàn là được." Giang Trần cũng không phản đối, đúng rồi những đệ tử trẻ tuổi kia tạm thời không nên nói cho bọn hắn biết ta lo lắng bọn họ tuổi trẻ giấu không được chuyện vân niết trường lão cười nói ta đã cùng cung chủ thương nghị qua cũng chính là như vậy tất cả chờ tán tu đại hội kết thúc lại nói ừm um, thời gian cũng không sớm lên đường đi tán tu đại hội sau khi có ngày thứ nhất đặc sắc tính tích cực của đám tán tu rõ ràng tăng cường rất nhiều rất nhiều tán tu ở ngày thứ nhất không có lấy bảo vật ra bây giờ đều không còn nghi ngờ dự định ở trong đại hội giao dịch lại tìm chân thiếu chủ giám định một chút. Giang Trần đi tới hiện trường tán tu đại hội, nhân số tán tu ở hiện trường, rõ ràng so với hôm qua lại gia tăng không ít. Giang Trần nhìn bầu không khí hừng hực kia, cũng khá là thỏa mãn. Chân thiếu chủ, long hổ phong vân hội lần này, phong vân tế hội, thật là tàng long ngọa hổ A. Ta xem, tâm tình của mọi người đã bị ngày thứ nhất kéo lên. Vô song đại đế cảm thụ bầu không khí cuồng nhiệt kia, cũng phi thường vui vẻ. Khà khà, không biết bên đan hỏa thành kia đang nghĩ gì lần này lưu ly vương thành chúng ta coi là xả được cơn giận mạnh mẽ đánh mặt đan hỏa thành a bàn long đại đế vô cùng hưng phấn giang trần cũng không nóng lòng hắn tin tưởng trong nhiều tán tu như vậy nhất định sẽ có một ít thứ tốt chỉ có điều những tán tu có được thứ tốt chính thức kia có lẽ bây giờ còn đang đứng xem không vội lấy ra bán tâm tư của tán tu hơn phân nửa là nghi thần nghi quỷ không có tuyệt đối nắm chắc, rất nhiều tán tu cầm thái độ đang trông xem thế nào, cũng là rất bình thường. Tiêu Vân, ngươi chuyển một đạo ý chí của ta ra ngoài, nói cho đám tán tu, ta muốn thu mua vài vật, càng nhiều càng tốt. Chỉ cần có, giá cả đều dễ nói. Giang Trần phân phó Tiêu Vân. Tiêu Vân liền vội vàng không người lĩnh mệnh, xin thiếu chủ phân phó. Giang Trần giao vài quyển trục cho Tiêu Vân, là mấy thứ này, ngươi đi ra ngoài tuyên bố thoáng một phát. Tiêu Vân phụng pháp chỉ của Giang Trần, cầm quyển trục đi ra ngoài chư vị, xin yên lặng một chút, ta phụng pháp chỉ của chân thiếu chủ, muốn tuyên bố thu mua vài đồ vật. Phàm là bằng hữu có mấy thứ này, đều có thể đến nói chuyện với chân thiếu chủ. Chân thiếu chủ nói, các ngươi lấy ra bao nhiêu, hắn liền thu mua bấy nhiêu. Phương diện giá tiền, tuyệt đối công đạo. Chương 2150, danh sách thu mua của chân thiếu chủ. 1. Nghe nói chân thiếu chủ muốn thu mua đồ vật, đừng nói là lực chú ý của đám tán tu bị hấp dẫn, ngay cả những cự đầu kia cũng không tự chủ được nhìn qua bên Tiêu Vân, Tiêu Vân mở ra quyển trục thứ nhất, lớn tiếng nói, thu mua bát bảo chân trùng thảo. Chính là đông trùng hạ thảo do tám loại kỳ chân dị trùng ký sinh và dung hợp. Phàm là người có loại bảo vật này, chân thiếu chủ nguyện ý ưu tiên thu mua, báo giá tốt nhất. Bát bảo chân trùng thảo, cái này ở tu luyện giới, cũng không tính bảo vật lạ lẫm. Đại bộ phận tu sĩ đều nghe qua loại bảo vật này. Đó là một loại đồ vật phi thường kỳ lạ, giống như linh dược, nhưng lại không hoàn toàn là linh dược, là linh vật có sinh mạng nhưng có đôi khi lại dùng hình thái linh dược xuất hiện nói ngắn lại giống như trùng giống như thảo thập phần chân quý rất nhiều đan dược sư đều lấy bát bảo chân trùng thảo đến luyện đan bát bảo chân trùng thảo này cũng có thể luyện chế rất nhiều đan dược bất quá tựa hồ đan dược giới đối với tác dụng luyện đan của bát bảo chân trùng thảo cũng không có khai phát ra dùng bát bảo chân trùng thảo luyện đan công hiệu cũng không tốt hơn bản thân bát bảo chân trùng thảo quá nhiều cho nên tuy bát bảo chân trùng thảo này chân quý nhưng phần lớn người vẫn căn cứ giá trị bản thân thứ này đến suy tính thứ này miễn cưỡng coi là chuẩn thiên cấp trên thực tế còn là địa cấp linh vật mà thôi bát bảo chân trùng thảo không phải đâu chân thiếu chủ giá cao thu mua thứ này trước kia ta có một cây a à, đáng tiếc sớm đã bị ta bán đi rồi ta từng ở đấu giá hội nào đó bái kiến thứ này lúc ấy cũng bán ra giá cả không tệ thứ này tuy quý nhưng không tính quá hiếm thấy ánh mắt của chân thiếu chủ như thế nào sẽ vừa ý loại vật này đúng vậy a à, chẳng lẽ chân thiếu chủ lại có thủ bút sửa đá thành vàng gì thật sự là chờ mong a à, chân thiếu chủ thủ bút kinh người thiên địa lăng vân chi kia nếu như không phải chân thiếu chủ giải thích dù đến trong tay ta nhiều lắm cũng coi như thiên cấp linh dược bình thường bán nó đi phải a à, chân thiếu chủ có bổn sự hóa mục nát thành thần kỳ thứ tốt đến trong tay hắn mới có thể tăng giá lần long hổ phong vân hội này thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt xem ra những thế lực lớn kia rốt cuộc là nội tình thâm hậu tán tu dưới chúng ta có đôi khi không phục cũng không được a à? vậy cũng phải bởi vì người mà dị loại thiên tài như chân thiếu chủ một vạn năm cũng khó tìm một cái a à? không quản các ngươi nghĩ như thế nào dù sao ta phục chân thiếu chủ rồi trước kia đều nói đan hỏa thành lợi hại nội tình thâm hậu ta cảm giác nội tình của đan hỏa thành là không tệ nhưng mà nhân phẩm của đan hỏa thành cùng chân thiếu chủ là kém xa đan hỏa thành nghiền ép tán tu uống máu tán tu, cả tán tu giới đều công nhận. Hoàn toàn chính xác, hy vọng sau khi chân thiếu chủ lớn lên, đừng đi theo gót của đan hỏa thành. Tuyệt đối sẽ không, lưu ly vương thành từ trong tay khổng tước đại đế, liền không có loại truyền thống này. Chân thiếu chủ cũng không phải loại người như vậy. Ân, chỉ cần chân thiếu chủ một mực như vậy, về sau ta chỉ ủng hộ lưu ly vương thành, tuyệt đối không đi đan hỏa thành. Đám tán tung nghị luận nhau nhau, đối với giang trần thu mua bát bảo chân trùng thảo đều hết sức tò mò. Tiêu Vân lại nói đặc thù của bát bảo chân trùng thảo một lần, lúc này mới cất kỹ quyển trục, thu mua vật thứ hai, là một loại linh vật, tên kim quan vân hạc. Hạc này đầu có kim quan, đặc thù rất rõ ràng. Phàm là bằng hữu có kim quan vân hạc này, chân thiếu chủ cũng nguyện ý giá cao thu mua. Kim quan vân hạc, cái tên này thì tương đối lạ lẫm. Người biết cũng không nhiều. Mặc dù có người nghe qua danh tự, cũng chỉ biết đây là một loại linh cầm điểm lành, tu vi cùng sức chiến đấu bản thân không mạnh, chỉ là huyết nhục của Kim Quan Vân Hạc đại bổ, là thánh vật để cường giả chữa thương, so với rất nhiều thánh dược chữa thương càng hữu dụng hơn nữa. Bất quá, Kim Quan Vân Hạc này cực kỳ hiếm thấy. Kim Quan Vân Hạc, nghe nói huyết nhục toàn thân đều là bảo vật, có thể làm cho người trọng thương khôi phục khí huyết, là thánh vật chữa thương khó được a. À? Chẳng lẽ chân thiếu chủ muốn tinh luyện Kim Quan Vân Hạc, luyện chế thánh dược chữa thương? Tuy Kim Quan Vân Hạc này có hiệu quả chữa thương rất tốt, nhưng mà không cách nào khởi tử hồi sinh a. À? chân thiếu chủ thu mua kim quan vân hạc là để làm gì nhỉ hiện tại mỗi khi giang trần thu mua một loại đồ vật mọi người đều muốn theo tầng sâu đào móc động cơ muốn biết lúc này đây hắn lại có đại thủ bút kinh người gì không thể không nói ấn tượng sửa đá thành vàng của giang trần đã xâm nhập trong đầu đám tán tu rồi chỉ có bàn long đại đế cùng cơ tam công tử nhìn nhau biết rõ giang trần thu mua kim quan vân hạc kia là vì cái gì tùng hạc đan ban đầu ở lưu ly vương thành đấu giá hội cơ tam công tử là theo giang trần đề nghị thu mua một con Kim Quan Vân Hạc, lúc này mới có Tùng Hạc đan phía sau. Nếu lúc ấy không thu mua Kim Quan Vân Hạc, chỉ sợ hiện tại Bàn Long Đại Đế đã sớm là một bộ bạch cốt rồi. Tiêu Vân mở quyển trục ra, biểu hiện hình vẽ của Kim Quan Vân Hạc ra cho mọi người xem. Chư vị, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, cái này là Kim Quan Vân Hạc, nếu như các ngươi có loại linh cầm này, xin liên hệ với chân thiếu chủ. Linh cầm này ở trong tay các ngươi, hiệu dụng sẽ không quá lớn. Giao dịch cho chân thiếu chủ chân thiếu chủ có thể làm cho giá trị của nó lớn nhất hóa. Tiêu Vân lại phô bày quyển trục của Kim Quan Vân Hạc vài vòng, lúc này mới thu lại, biểu hiện ra quyển trục thứ ba. Đồ vật thứ ba, là một loại kim loại hiếm thấy, tên thiên vẫn chân thiết. Vật ấy, thiếu chủ nhà ta cũng nguyện ý dùng số tiền lớn thu mua. Nếu có thể cung cấp 10 cân thiên vẫn chân thiết, chân thiếu chủ nguyện dùng 10 viên vạn thọ đan để đổi lấy. Nếu có thể cung cấp trăm cân thiên vẫn chân thiết, thiếu chủ nhà ta nguyện dùng một viên tùng hạc đan đến giao dịch thiên vẫn chân thiết, đây là tài liệu luyện chế phi kiếm. Giang Trần từ trong truyền thừa lục cung cung thứ hai đan tiêu cung, đã nhận được truyền thừa vân tiêu kim đấu trận. Đó là một trong các bảo vật áp trục của thượng cổ đan tiêu cổ phái. Vân tiêu kim đấu trận cần vân tiêu phi kiếm tính chất đặc biệt. Mà vân tiêu phi kiếm này phải dùng thiên vẫn chân thiết đến luyện chế mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của vân tiêu kim đấu trận. Phi kiếm chất liệu bình thường, căn bản không cách nào phát huy uy lực của vân tiêu kim đấu trận. Vân Tiêu Kim đấu trận này, chỉ định phải là thiên vẫn chân thiết luyện chế phi kiếm, mới có thể sử dụng. Hơn nữa tuyệt đối không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Giang Trần ghi nhớ trùng tiêu tôn giả dặn dò. Đối với Vân Tiêu Kim đấu trận này là phi thường hướng về. chương 2151, danh sách thu mua của chân thiếu chủ hai. Bởi vì trùng tiêu tôn giả nói, năm đó thời kỳ thượng cổ, có một gã cường giả của đan tiêu cổ phái, chỉ tu luyện ra một phần năm uy lực của môn trận pháp này, liền chém giết ba cường giả cùng dai phải biết rằng, thượng cổ tu sĩ, tu sĩ cùng giai tầm đó, sức chiến đấu là phi thường bình quân. Một versus một cũng rất khó phân ra thắng bại. Một đối ba, cơ hồ là kết quả hẳn phải chết. Thế nhưng mà, dựa vào một phần năm vân tiêu kim đấu trận, vậy mà có thể phản sát ba cường giả cùng giai, vân tiêu kim đấu trận này cường hãn, có thể thấy được lốm đốm. Hôm nay, tuy thực lực của Giang Trần tăng lên nhanh chóng, sức chiến đấu tăng lên rất nhanh, nhưng mà đối kháng với cường giả chân chính, thủ đoạn chính thức, đúng là vẫn còn quá ít. Chiến đấu với đối thủ cùng giai, tự nhiên là đủ rồi. Thế nhưng mà vượt cấp khiêu chiến, lại khuyết thiếu tất sát kỹ cường hãn. Vân Tiêu Kim đấu trận này, Giang Trần rất bức thiết muốn tu luyện ra. Đồ vật thứ tư. Tiêu Vân lấy ra từng bức quyển trục, không chút hoang mang phô bày. Giang Trần tổng cộng cho hắn 5 quyển trục, Tiêu Vân tuyên bố hoàn tất, lúc này mới thản nhiên trở về. Chân thiếu chủ đã tuyên bố hoàn tất. Giang Trần gật gật đầu, lần này hắn cần thu mua vài đồ vật ba vật đầu tiên là hiện tại hắn muốn lấy được nhất về phần hai kiện sau thì nhu cầu không bức thiết như vậy giang trần tin tưởng mặc dù hôm nay tán tu ở hiện trường không có những bảo vật này chỉ cần tin tức hắn thu mua lan truyền đi chắc chắn dẫn tới tán tu của cả nhân loại cương vực chú ý đến lúc đó chỉ cần có những thứ tốt này tất sẽ chủ động tìm tới tận cửa những vật này ở trong tay tán tu cuối cùng là tác dụng không lớn đến trong tay giang trần hắn lại sửa đá thành vàng chỉ cần không phải kẻ đần sẽ biết lựa chọn như thế nào lúc này vân trung minh hoàng đi tới thiếu chủ có một trưởng lão của nhị phẩm tông môn cầu kiến thiếu chủ nhị phẩm tông môn giang trần nao nao lần này tham gia long hổ phong vân hội tất cả thế lực lớn nhỏ đến không dưới mấy trăm nhà số lượng nhị phẩm tông môn của nhân loại cương vực cũng có vài chục nhà vượt xa nhất phẩm tông môn cho nên giao dịch hội lần này giang trần không có mở khu giao dịch chuyên môn cho nhị phẩm tông môn đây cũng không phải Giang Trần xem thường nhị phẩm tông môn, mà là nhị phẩm tông môn ở trên đãi ngộ, nhất định là không thể đánh đồng với nhất phẩm tông môn. Đúng vậy, người này nói tông môn của bọn hắn, có lẽ có đồ vật để chân thiếu chủ cảm thấy hứng thú. Để hắn đến đi. Giang Trần thật không có cự nhân xa ngoài ngàn dặm. Rất nhanh, liền có một lão giả dáng người ngắn nhỏ, tóc hoa dâm, nhìn về phía trên lộ ra tinh thần phấn chấn. Lang gia tông trưởng lão lạc thiên thủ, bái kiến chân thiếu chủ. Tiểu lão nhân này, ngược lại là rất biết điều biết rõ ở trước mặt chân thiếu chủ hắn chỉ là trưởng lão của nhị phẩm tông môn không có giá đỡ có thể bày lang gia tông nhân loại cương vực có mấy chục nhị phẩm tông môn giang trần ngược lại là nghe qua một ít nhưng muốn nói hiểu rõ gần như là không vân trung minh hoàng ở một bên nhắc nhở lang gia tông là một nhị phẩm tông môn của kiếm điền trung vực tại kiếm điền trung vực cũng là số một số hai kiếm điền trung vực giang trần nghe được bốn chữ này nhướng mày một đoạn trí nhớ rất không thoải mái liền hiện lên ở trong óc của hắn kiếm điền trung vực là một trung vực khá lớn của nhân loại cương vực so với xích đỉnh trung vực còn cường đại hơn một ít ở trong trung vực coi như là tồn tại tương đối hung hãn kiếm điền trung vực này năm đó giang trần từ vạn tượng cương vực xuất phát chuẩn bị đến lưu ly vương thành nửa đường trải qua kiếm điền trung vực thái a thành ở thái a thành để lại cho giang trần trí nhớ cực kỳ không tốt bất diệt thiên đô ở kiếm điền trung vực thái a thành giải một tin tức nói là bắt được đan cản cung đan trì cung chủ mượn chuyện này đến dụ dỗ giang trần mắc câu lúc ấy tuy giang trần cũng suy đoán ra đây là kế sách của bất diệt thiên đô bất quá hắn vẫn dứt khoát đi thái a thành lúc ấy thái a thành kia hoàn toàn đứng bên bất diệt thiên đô trợ trụ vi ngược nếu như không phải giang trần bảo trì bình thản chỉ sợ lúc ấy cũng lành ít giữ nhiều tuy về sau giang trần liên tục dụng kế dẫn bọn người bất diệt thiên đô cung vô cực tới anh khắp cốc lợi dụng mê thần trướng một mẻ hốt gọn đám người kia thế nhưng mà đối với kiếm điền trung vực đối với thái a thành giang trần lại trí nhớ khắc sâu hiện tại hắn không có đi tìm thái a thành phiền toái không có nghĩa là hắn đã quên chuyện kia lạc thiên thủ thấy biểu lộ của giang trần tự hồ có chút đạm mạc trong đầu cũng hơi kinh ngạc hắn là lần đầu tiên liên hệ cùng chân thiếu chủ a thoạt nhìn ánh mắt của chân thiếu chủ này nhìn mình tựa hồ không quá hữu hảo chẳng lẽ chân thiếu chủ này khách khí chỉ nhằm vào tán tu đối với thế lực tông môn lại là tiêu chuẩn khác cái này cũng không đúng a à? nhìn ra được chân thiếu chủ đối với khách quý khắp nơi đều khách khách khí khí không có biểu hiện ra cảm xúc căm thù gì a à? chẳng lẽ chân thiếu chủ này đối với lăng gia tông có thành kiến gì thế nhưng mà thời điểm mình vừa nói tới lăng gia tông chân thiếu chủ không có biểu hiện ra không vui gì nhìn về phía trên tựa hồ đối với lăng gia tông không có nhiều ấn tượng thẳng đến mình nói tới kiếm điền trung vực biểu lộ của chân thiếu chủ mới xuất hiện biến hóa trong nội tâm lạc thiên thù bất ổn tuy hắn là trưởng lão của nhị phẩm tông môn thế nhưng mà ở trước mặt thiếu chủ lưu ly vương thành vô ý thức liền thấp ba phần nếu như lưu ly vương thành thiếu chủ này thật sự có ý kiến với mình đừng nói lang gia tông coi như là toàn bộ kiếm điền trung vực chỉ sợ cũng sẽ có đại phiền toái chân thiếu chủ tại hạ nghe nói chân thiếu chủ thu mua vài loại bảo vật trong đó có một loại thiên vẫn chân thiết Lạc Thiên Thủ nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Đúng vậy, Lạc trưởng lão, ngồi xuống nói chuyện đi. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Lạc Thiên Thủ nào dám an vị trước mặt Giang Trần, cười bồi nói, tại hạ đứng là tốt rồi. Lạc trưởng lão, thiên vẫn chân thiết kia, lang gia tông người xác định có sao. Giang Trần biết rõ mình ở trên uy áp, đã áp đảo Lạc Thiên Thủ này. Ta cũng không dám xác định, bất quá căn cứ tiêu tiên sinh miêu tả. Thứ này, lang gia tông ta giống như có một khối, A, à, một khối bao nhiêu? Giang Trần có hào hứng rồi. Ước chừng lớn như một quả dưa hấu. Lạc Thiên Thủ chi tiết nói. Cái gì? Giang Trần sững sờ. Một lớn như cái dưa hấu. Người có biết cái này nếu là Thiên Vẫn Chân Thiết, giá trị sẽ bao nhiêu không? Tại hạ còn thật không biết. Lạc Thiên Thủ nở nụ cười khổ. Chương 2152 Thiên Vẫn Chân Thiết. Vật kia rất nặng, tuy chỉ lớn bằng một quả dưa hấu, nhưng cầm trên tay cảm giác chừng hai ba trăm cân nếu lớn như quả dưa hấu, tuyệt đối có 300 cân. Ngư khí của Giang Trần ngưng trọng. Hắn muốn luyện chế 9981 thanh vân tiêu kim đấu kiếm, dù một thanh phi kiếm dung nhập hai cân thiên vẫn chân thiết, cũng cần gần 200 cân thiên vẫn chân thiết. Đương nhiên, nếu như một thanh phi kiếm chỉ dung nhập hai cân thiên vẫn chân thiết, tỷ lệ hiển nhiên là không đủ. Muốn đạt tới hiệu quả lý tưởng, mỗi thanh phi kiếm ít nhất phải dung nhập 4-5 cân thiên vẫn chân thiết, mới có thể đạt tới mà nếu như muốn đạt tới trạng thái hoàn mỹ, mỗi thanh phi kiếm đạt tới 9 cân mới có thể nói hoàn mỹ. Nếu như mỗi thanh phi kiếm đạt tới 9 cân, 81 thanh phi kiếm, cái kia chính là hơn 700 cân thiên vẫn chân thiết, cái số lượng này tuyệt đối là kinh người. Bất quá, nếu có thể đạt tới 81 thanh phi kiếm kia, tuyệt đối vượt qua thiên cấp, có thể so với cấp bậc chư thiên. Cho dù là vũ khí của rất nhiều thiên vị cường giả, chỉ sợ cũng không đạt được loại trình độ này. Ý định sơ bộ của Giang Trần là mỗi một thanh phi kiếm dung nhập bốn cân thiên vẫn chân thiết, hợp cách liền có thể. Bốn cân thiên vẫn chân thiết, một bộ xuống, cũng cần hơn 300 cân. Thế nhưng mà, lang gia tông lạc thiên thủ này, cũng dám tự xưng lang gia tông có một khối thiên vẫn chân thiết lớn như dưa hấu. Mặc kệ có phải thật hay không, tin tức này cũng làm cho Giang Trần hết sức kinh ngạc. Hắn vốn cho là, thiên vẫn chân thiết này, dùng nội tình nhị phẩm tông môn như lang gia tông, có thể lấy ra một khối lớn như đầu ngón tay, khoảng 10 cân, đã rất giỏi rồi, không nghĩ tới, lạc thiên thủ ngữ ra kinh người, chạy đến dọa giang trần hoảng sợ. Lạc trưởng lão, một khối thiên vẫn chân thiết lớn như vậy, cũng không phải trò đùa. Ngươi sẽ không cầm việc này đến tiêu khiển bổn thiếu chủ chứ. Giang trần trầm ngâm nói, tại hạ không dám. Lạc thiên thủ chảy mồ hôi, cười nói, tại hạ chứng kiến chân thiếu chủ thu mua thiên vẫn chân thiết này, mới đến chứng thực. Chỉ là chứng thực sao? Ngữ khí của Giang Trần phát lạnh. Không, 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 tại hạ còn muốn biết, điều kiện chân thiếu chủ ưng thuận giao dịch, có phải là thật hay không? Ngươi cảm thấy khổng tước thánh sơn ta chỉ buôn nước bọt sao? Giang Trần không vui. Lạc trưởng lão, nếu thật là 300 cân thiên vẫn chân thiết, ba viên tùng hạc đan, tuyệt không thiếu ngươi. Chưa đủ trăm cân, dùng vạn thọ đan tính. Đương nhiên, nếu như lang gia tông ngươi muốn đầu cơ kiếm lợi, cò kè mặc cả. Bổn thiếu chủ cũng không có hứng thú cãi cọ với các ngươi. Chính các ngươi giữ lại là được. Giang Trần một hơi đem lời nói chết, miễn cho lăng gia tông này đến lúc đó có kè mặc cả chân thiếu chủ thiên vẫn chân thiết kia ta chưa từng mang đến bất quá nếu như chân thiếu chủ có hứng thú có thể chọn thời gian đi lăng gia tông ta một chuyến tin tưởng tông chủ sẽ rất nguyện ý cùng chân thiếu chủ giao dịch đi lăng gia tông giang trần cười cười thứ cho ta nói thẳng mặc dù thiên vẫn chân thiết này không tệ ta cũng cần dùng đến nhưng mà không đủ để cho bổn thiếu chủ tự mình đi lăng gia tông một chuyến giang trần biết rõ lạc thiên thủ này là đang thăm dò điểm mấu chốt của mình nếu như mình sảng khoái đáp ứng đối phương đi lang gia tông đối phương tất cho là mình phi thường khát vọng thứ này đến lúc đó đối phương tuyệt đối sẽ có cử động nâng giá tiến thêm một bước giang trần tự nhiên sẽ không để đối phương tính kế quả nhiên lạc thiên thủ kia nghe giang trần nói như vậy đáy lòng hơi có chút thất vọng ai lang gia tông ta cách nơi này quá xa xôi đi một hồi ngoài ý muốn rất nhiều Cuộc làm ăn này, xem ra là rất khó hoàn thành a. À, lạc thiên Thù thở dài. Giang Trần Há lại không biết lạc thiên Thù này đang thăm dò mình, cười nhạt một tiếng, lang ra tông nguyện ý làm cuộc sinh ý này, đại môn của khổng tước Thánh Sơn vĩnh viễn mở rộng. Vân Trung, thay bổn thiếu chủ tiễn đưa lạc trưởng lão ra ngoài đi. Giang Trần căn bản không cho lạc thiên thủ này cơ hội có kè mặc cả, trực tiếp tiễn khách. Lạc thiên Thù có chút xấu hổ, chỉ phải chắp tay, chuẩn bị ly khai. Bất quá hắn lập tức nghĩ tới sự tình lúc nãy, nhịn không được hỏi, "Chân thiếu chủ, tại hạ cả gan, có chuyện muốn thỉnh giáo chân thiếu chủ." Nói, ngữ khí của Giang Trần nhàn nhạt. Chân thiếu chủ nghe được tại hạ đến từ Kiếm Điền Trung vực, tựa hồ có chút không thích. Chẳng lẽ chân thiếu chủ đối với Kiếm Điền Trung vực ta có ấn tượng xấu gì sao? Đây là vấn đề Lạc Thiên thủ rất quan tâm, trong lòng của hắn cảm thấy hết sức kỳ quái, không làm tin tưởng, hắn có chút bất an. "Lạc trưởng lão, những sự tình này, ngươi không cần nghe ngóng." chỉ cần lang gia tông ngươi cùng bổn thiếu chủ chưa từng có ân oán, cái sinh ý này có thể hoàn thành. Những thứ khác đều không trọng yếu, không phải sao? Vâng vâng. Lạc thiên thủ nghe Giang Trần nói như vậy, trong nội tâm thoáng an tâm chút ít. Sau khi lạc thiên thủ rời khỏi, Giang Trần nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Hòe sơn nhị tiêu cùng nhau đi lên, thiếu chủ, lang gia tông này thực không biết phân biệt, đồ vật thiếu chủ vừa ý, bọn hắn nên chủ động tới hiến A, còn làm ra một bộ muốn thiếu chủ đến cửa giao dịch nếu không thuộc hạ đi lang gia tông thu hồi thiên vẫn chân thiết về cái thu hồi này là thuyết pháp văn nhã nói trắng ra là hòe sơn nhị tiêu muốn xuất mã đi lang gia tông trực tiếp đoạt giang trần cười nói không được nếu như tất cả mọi người đều như vậy nhân loại cương vực không lộn xộn mới lạ hòe sơn nhị tiêu cười hắc hắc bọn hắn cũng lơ đễnh dù sao với tư cách cường giả tán tu hỗn ở tán tu giới đoạt đến cướp đi là cách sinh tồn quá bình thường nếu không hai huynh đệ chúng ta đi một lần trực tiếp mời Lăng gia tông tông chủ đến Lưu Ly Vương thành một chuyến. Nếu hắn không cảm thấy được, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Không cần, nếu Lăng gia tông này quả thật có thiên vẫn chân thiết, tất nhiên sẽ đến tìm bổn thiếu chủ buôn bán. Lực hấp dẫn của Tùng Hạc đan so sánh với một khối thiên vẫn chân thiết thì có lực hấp dẫn hơn nhiều. Thứ này lưu lại trong tay bọn họ, chỉ là tài liệu luyện khí bình thường. Tùng Hạc đan đến trong tay bọn họ, cái kia chính là linh đan rượu dược kéo dài tuổi thọ rồi. Giang Trần đã tính trước đang khi nói chuyện vô song đại đế lại xài bước đi tới trên mặt vui vẻ chân thiếu chủ vừa rồi có người đưa tới một vật người nhìn xem cái này có phải thiên địa lăng vân chi hay không thiên địa lăng vân chi giang trần khẽ giật mình thiên địa lăng vân chi kia ở khâu giám bảo ngày hôm qua không phải đã có một cây sao trình tiền hiến gốc thiên địa lăng vân chi này bây giờ còn đang ở trên khổng tước thánh sơn tại sao lại có thiên địa lăng vân chi đi đi xem một chút giang trần đến hào hứng rồi chương 2153, phong ba tái khởi, một. Hoè Sơn Nhị Tiêu nghe nói thiên địa lăng vân chi, cũng hứng thú giạt rào, đi theo Giang Trần. Trong một hộp ngọc phong cách cổ xưa, nằm một cây linh dược. Giang Trần tập trung nhìn vào, vật ấy tản ra một cỗ tinh hoa chi lực cường đại, cùng thiên địa này, tựa hồ tạo thành câu thông thần kỳ nào đó. Chân thiếu chủ, là vị bằng hữu kia, hắn mang đồ vật tới. Vô song đại đế giới thiệu một tu sĩ ở bên cạnh. Bằng hữu xưng hôi như thế nào, giang trần đánh giá đối phương nhìn đối phương ăn mặc tán tu một đôi thần mục giấu diếm thần vận xem xét là thế hệ bất phàm tán tu nhân sĩ vô danh tiểu tốt tiện danh không đáng nhắc đến chân thiếu chủ gốc thiên địa lăng vân chi này của tại hạ không biết có thể vào pháp nhãn của ngươi hay không ánh mắt giang trần từ trên người tán tu kia chuyển rời đến linh dược trong hộp ngọc khí chất gốc linh dược này rõ ràng tốt hơn gốc thiên địa lăng vân chi của trình tiền không ít nhìn về phía trên thần quang di động thiên địa linh lực hừng hực, tản ra khí tức để cho người sảng khoái tinh thần, phảng phất cảm thụ thoáng một phát, cũng có thể để cho người sống nhiều ba năm năm. Ánh mắt của Giang Trần lại nhìn đối phương, không ngại để ta cầm lên xem một chút chứ. Xem cũng không sao. Đối phương vô cùng tiêu sái. Giang Trần cũng không khách khí, cầm lấy gốc linh dược, bắt đầu đánh giá. Dùng nhãn lực của Giang Trần, muốn xem xét một cây linh dược, tự nhiên sẽ không khó khăn. Bất quá, gốc linh dược này, Giang Trần nắm bắt tới tay, lại có một loại cảm giác nói không ra lời. Đây là thiên địa lăng vân chi, cái này không hề nghi ngờ, bất quá gốc thiên địa lăng vân chi này, lại có chút quái. Cảm thụ linh lực của gốc thiên địa lăng vân chi này, quả thực khoảng chừng trên 6.000 năm. Nhưng khi nhìn tỷ lệ của thiên địa lăng vân chi, xem các loại chi tiết khác, Giang Trần lại cảm thấy, gốc thiên địa lăng vân chi này, hẳn là trên dưới 1.000 năm. Cái này lại làm cho Giang Trần cảm thấy có chút khó hiểu, bất quá, trong đầu hắn rất nhanh liền hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ là sau khi trong đầu giang trần bốc lên ý nghĩ này không khỏi nhìn về phía tu sĩ kia thật sâu bằng hữu đây là một cây thiên địa lăng vân chi giang trần gật gật đầu bất động thanh sắc nói ngươi định giao dịch cho khổng tước thánh sơn ta hay định ủy thác đấu giá hay chỉ là lấy ra xem xét thoáng một phát người nọ cười nhạt một tiếng muốn mời chân thiếu chủ cho đánh giá giang trần cười nói giá trị của thiên địa lăng vân chi ngày hôm qua ở trên khâu giám bảo ta đã nói qua chẳng lẽ bằng hữu muốn ta lại lắm lời một lần. Người nọ lắc đầu, thiên địa lăng vân chi này của ta, tư chất cùng tỷ lệ rõ ràng càng tốt. Chẳng lẽ chân thiếu chủ muốn lừa gạt ta hay sao? Giang Trần cười cười, lại liếc nhìn thiên địa lăng vân chi kia. Người bình thường, có lẽ sẽ nhìn lầm. Bất quá gốc thiên địa lăng vân chi này, có lẽ cũng chỉ ngàn năm, so với gốc ngày hôm qua, sẽ không tốt hơn chỗ nào. Làm sao có thể? Trình độ linh lực này, điểm nào không ưu tú hơn gốc ngày hôm qua rất nhiều chân thiếu chủ, ngươi không phải là muốn cố ý ép giá chứ? Người nọ có chút không bình tĩnh rồi. Thật có lỗi, đây chính là kết luận của ta. Nếu như bằng hữu cảm thấy gốc thiên địa lăng vân chi của ngươi càng thêm ưu tú, có thể mời người khác xem xét thoáng một phát. Ở chỗ bổn thiếu chủ, thiên địa lăng vân chi này, tỷ lệ là một ngàn năm. Không dùng thủ đoạn ngoại lực. Gì, đồ vật một ngàn năm, muốn giá sáu ngàn năm, cái này không thực tế. Giang Trần cũng không chút khách khí. Hắn đã nhìn ra, chỉ sợ người này căn bản không phải đến giao dịch. Người nọ cười lạnh, không thể tưởng được, chân thiếu chủ thanh danh lan xa, cũng không quá đáng chỉ có chút nhãn lực như vậy mà thôi. Mà thôi mà thôi, tính toán ta có mắt không tròng, đi lộn chỗ. Người nọ không nói hai lời, thu hồi hộp ngọc, liền muốn đi ra ngoài. Vừa đi một bên còn lầm bầm, tán tu đại hội này cao thủ nhiều như mây, ngươi không nhìn được hàng, sẽ có người biết nhìn hàng xị. Giang Trần cười lạnh lùng, nhìn người này đi ra ngoài, lại không ngăn trở. Tiêu Vân, người theo dõi hắn, xem người này có tìm người khác xem xét hay không. Nếu có, nhớ rõ trước tiên nói cho bổn thiếu chủ. Giang Trần phân phó xuống dưới. Tiêu Vân gật gật đầu, chờ người nọ đi xa, lúc này mới theo ra ngoài. Dùng tu vi đế cảnh của hắn, muốn theo dõi một người, hiển nhiên là rất dễ dàng. Quả nhiên, người nọ ly khai chỗ Giang Trần, xảy bước đi đến khu giao dịch của Thiên Âm Tự. Xem ra, người này là muốn đi tìm Đông Diệp Đại Sư, Tiêu Vân thấy người kia đi vào khu giao dịch của Thiên Âm tự, liền lập tức quay đầu, trở lại trước mặt Giang Trần, "Chân thiếu chủ, thằng kia quả nhiên đi khu giao dịch của Thiên Âm tự, xem ra là muốn đi tìm Đông Diệp đại sư xem xét." Khâu dám bảo ngày hôm qua, Giang Trần mời Thiên Âm tự Đông Diệp đại sư, cự đầu tán tu tỉnh trung đại đế, cùng với Hạ Vũ Thiên kiếm tông tông chủ Hàn Thiên Chiến, Thiên Thiền cổ viện viện chủ Tố Hoàn Chân. Đông Diệp đại sư kia, không thể nghi ngờ là nhãn lực tốt nhất trong những người này, nhìn xem Đông Diệp đại sư kia nói như thế nào. Ngữ khí của Giang Trần đạm mạc, người này chỉ sợ là lai giả bất thiện, cố ý tới quấy rối a, à. thiếu chủ, mặc kệ nó, nếu thằng này quả thật quấy rối, trực tiếp ném ra ngoài là được. Phong cách hành sự của Hoè Sơn Nhị Tiêu luôn là bụng dạ thẳng thắn, không nói nhảm nhiều như vậy. Hắc hắc, nếu thật ném hắn ra ngoài, hắn tất sẽ trắng trợn bôi đen, chửi bới tán tu đại hội của ta. Há có thể như hắn mong muốn, để xem hắn làm ầm ĩ như thế nào, Đông Diệp đại sư tu luyện kim cương pháp nhãn, lường trước cũng sẽ không bị thủ đoạn của hắn mê hoặc. Mặc dù Giang Trần nói như vậy, nhưng đối với Đông Diệp đại sư có thể nhìn ra kỳ quặc hay không, vẫn ôm thái độ hoài nghi. Gốc Thiên Địa Lăng Vân chi kia, đã không đơn thuần là làm giả năm đơn giản như vậy. Thủ pháp rất cao minh, tuyệt đối không phải hàng giả bình thường. Nếu không phải nhãn lực của Giang Trần mạnh mẽ, kiến thức mạnh mẽ, cũng rất khó nhìn ra gốc Thiên Địa Lăng Vân chi kia có vấn đề. Quả nhiên, sau đó không lâu, Khu giao dịch của Thiên Âm tự, Đông Diệp đại sư kích động đi ra, xài bước đi tới khu giao dịch của Khổng Tước Thánh Sơn. Bên cạnh hắn còn đi theo tên tán kia tu. Chân thiếu chủ, thứ tốt a, à, cái này là đồ tốt. Đông Diệp đại sư hưng phấn. Người xem gốc Thiên Địa Lăng Vân chi này, tính chất hoàn mỹ như thế, chỉ sợ không ít hơn sáu ngàn năm. Thiên cấp linh dược bực này, quả nhiên là hãn hữu. Chân thiếu chủ người đến xem. Nhìn bộ dạng hưng phấn của Đông Diệp đại sư, Giang Trần cũng dở khóc dở cười. Như có thâm ý liếc nhìn tán tu kia, biết rõ thằng này là cố ý. Hắn thậm chí không có đề cập tới lúc trước đã tới khu giao dịch của khổng tước Thánh Sơn. Chương 2154, Phong Ba tái khởi, 2. Đông Diệp Đại sư, ngươi trước đừng vội xem xét thiên địa lăng vân chi này, trước nhìn động cơ của người này một chút. Ngươi tu luyện kim cương pháp nhãn, có thể đọc nhân tâm thuật, nhìn xem người này giáp tâm như thế nào. Giang Trần chỉ vào tên tán tu kia, cười nhạt nói: Đông Diệp Đại sư sững sở. Chân thiếu chủ, cớ gì nói ra lời ấy? Giang Trần cười nhạt một tiếng. Người này có nói cho đại sư trước khi hắn đi chỗ ngươi, đã đến chỗ ta, hơn nữa ta đã xem xét kết quả cho hắn hay không? Đông Diệp đại sư khẽ giật mình, lắc đầu, hắn chưa nói. Nhưng tán tu kia lại lạnh lùng bật cười. Nếu ta nói rồi, Đông Diệp đại sư vào trước là chủ, chỉ sợ sẽ có thành kiến. Ta tự nhiên không thể nói. Chân thiếu chủ, người nhất gia chỉ ngôn cũng không đại biểu được cái gì a? À? chẳng lẽ ta đi một chỗ, đều phải trước tiên nói kết quả mà ngươi xem xét sao? Ngươi cũng không phải nhân vật cự đầu của linh dược giới, nói một không hai a, tốt một câu nhanh mồm nhanh miệng. Giang Trần cười lạnh, đại sư, ngươi xem gốc thiên địa lăng vân chi này, thực sự 6.000 năm sao? Giang Trần cười nhạt nói, chẳng lẽ không phải vậy? Đông Diệp đại sư lại nhìn một hồi. Dùng cái nhìn của bẩn tăng, gốc thiên địa lăng vân chi này, 6.000 năm vẫn là bảo thủ đoán chừng. Chân thiếu chủ, Ngươi cảm thấy có bao nhiêu năm? Ta cảm thấy chỉ có một ngàn năm. Giang Trần cười nhạt nói. Một ngàn năm? Đông Diệp Đại Sư lại càng hoảng sợ, nở nụ cười khổ. Chân thiếu chủ, nhãn lực của ngươi, bần tăng bội phục. Bất quá cái này một ngàn năm, cũng quá không hợp thói thường đi à nha. Gốc thiên địa lăng vân chi này, rõ ràng so với ngày hôm qua cường đại hơn nhiều. Nhìn về phía trên đúng là như thế. Bất quá chỉ là nhìn về phía trên mà thôi. Giang Trần cười nhạt nói, đại sư, cho nên ta nói người này tâm có thể chu. Hắn cố ý cầm một cây linh dược như vậy đến, khiến ta và ngươi trái ý, dụng ý đơn giản là muốn chúng ta tranh chấp, nhiễu loạn trật tự của tán tu đại hội mà thôi. Đại sư tâm tính thuần hậu, dễ bị bọn đạo trích này lừa bịp. Đông Diệp đại sư có chút không vui, chân thiếu chủ, không nên vội kết luận. Gốc thiên địa lăng vân chi này, ngươi có nói xé trời, cũng không chỉ một ngàn năm. Bần tăng dám đánh bạc với ngươi, dù ngươi mời tất cả người hiểu linh dược đến xem xét, gốc thiên địa lăng vân chi này, cũng không chỉ một ngàn năm. Đông Diệp Đại Sư là tính bướng bỉnh, bản thân hắn đối với Giang Trần là ở vào khoảng phục cùng không phục. Giang Trần còn trẻ như vậy, muốn Đông Diệp Đại Sư hắn tâm phục khẩu phục, quả thực rất không có khả năng. Mà thiên địa lăng vân chi này, rõ ràng không chỉ một ngàn năm, Đông Diệp Đại Sư làm sao có thể tin Giang Trần nói. Hắn cảm thấy chân thiếu chủ này quả thực là đổi trắng thay đen. Đây là vũ nhục kim cương pháp nhãn của hắn. Đại sư bất giận, ánh mắt của Giang Trần nhàn nhạt, liếc nhìn tên tán tu kia. Thấy vẻ mặt người nọ giống như cười mà không phải cười, nhiều hứng thú nhìn xem bên này, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn. Lúc này, nếu như Giang Trần còn không biết người nọ là cố ý quấy rối, đó chính là kẻ đần rồi. Các hạ, một chút thủ đoạn ấy của ngươi, phải chăng cảm giác mình đã thực hiện được âm mưu. Giang Trần chào phúng nhìn qua người nọ. Trần thiếu chủ, Long Hổ Phong Vân hội này là ngươi tổ chức, ngươi muốn đổi trắng thay đen, ta cũng không cách nào nói cái gì, ngày hôm qua ngươi cái gọi là công chính chỉ sợ chỉ là làm bộ dáng lừa gạt những người thành thật kia mà thôi hôm nay mới là chân diện mục của ngươi ngươi nói linh dược của ta chỉ có một ngàn năm đơn giản là muốn ép giá đạt tới hiệu quả bóc lột của ngươi mà thôi ngươi lừa được thiên hạ tán tu lại lừa không được ta đến rồi thằng này rốt cục phơi bày chân tướng lộ ra bản ý của hắn bất đắc dĩ đông diệp đại sư cưỡng tính nghe xong lời này cũng trợn mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào giang trần chân thiếu chủ nếu ngươi thật là người như vậy bần tăng thực là có mắt không tròng dễ tin ngươi đông diệp đại sư tu luyện phật môn sư tử hống thanh âm này lại lớn dọa người như sấm sét giữa trời quang nổ vang toàn bộ long hổ phong vân hội lần này ngay cả giang trần trong lòng cũng dùng mình rồi hắn phát hiện mình từ đầu tới đuôi đều có chút xem thường đông diệp đại sư kia đánh giá sai đông diệp đại sư nhìn điệu bộ này đông diệp đại sư kia chỉ sợ cùng người này sớm có thông đồng căn bản chính là một âm mưu đã lâu trong lúc nhất thời giang trần cũng âm thầm nghiêm nghị tâm niệm cấp chuyển phi tốc tính toán kế sách ứng đối con lửa chọc này thật đúng là diễn một trò hay a à. lúc này giang trần mới như ở trong mộng mới tỉnh hắn cẩn thận phân tích phát hiện mình thật đúng là từ đầu tới đuôi đều bị đông diệp đại sư lừa gạt đông diệp đại sư này nhìn như cưỡng tính quật cường toàn cơ bắp có lẽ từ lúc mình mời hắn lên đài vẫn đang diễn trò địa bàn của thiên âm tự mặc dù cách đan hỏa thành không gần nhưng thiên âm tự cũng chưa từng có quan hệ với lưu ly vương thành ta ở giữa đan hỏa thành cùng lưu ly vương thành thiên âm tự lựa chọn đứng bên đan hỏa thành là quá bình thường rồi con lửa chọc này giang trần phẫn nộ cũng rất nhanh tỉnh táo lại hắn biết rõ mình vẫn còn đánh giá thấp quyết tâm của đan hỏa thành đánh giá thấp năng lượng của đan hỏa thành đông diệp đại sư giống bốn phương tám hướng có vô số ánh mắt nhìn qua bên này tán tu kia thừa cơ kêu lên, chân thiếu chủ, ngươi thật sự là đánh bàn tính tốt. Ngày hôm qua làm ra một khâu giám bảo, hướng mọi người biểu diễn ngươi công chính. Bây giờ, lại làm một bộ này, cố ý làm thấp đi linh dược của ta, để ép giá. Cái này là công chính công bình của ngươi. Long hổ phong vân hội này, ta xem chính là ngươi lấy việc công làm việc tư. Hòe sơn nhị tiêu nghe xong lời này, lập tức không vui. Tiểu tử, ngươi là thành tâm tới quấy rối sao? tán tu kia chẳng những không sợ, ngược lại cười lạnh, hòe sơn nhị tiêu, sát khí thật lớn a, à, như thế nào, chân thiếu chủ, người đạo lý bất chính, phải nhờ vào nắm đấm đến uy hiếp người sao? Người uy hiếp được ta, có thể uy hiếp được thiên thiên vạn vạn tán tu dưới gầm trời này sao? Người nọ một bộ ngông nghênh bong bong. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều nhìn qua bên này, cả đám tràn đầy hồ nghi. Giang Trần khoát tay chặn lại, ngăn hòe sơn nhị tiêu đang xúc động. Các lộ đại đế của Lưu Ly Vương Thành, cũng nhanh chóng tụ tới. Hiển nhiên tất cả mọi người ý thức được, bên này đã xảy ra chuyện. Khó khăn chắc trở bất thình lình, làm cho Giang Trần trong lúc vội vã cũng có chút trở tay không kịp, bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tốt một cái thiên hạ tán tu. Ngữ khí của Giang Trần đạm mạc. Chương 2155, sự tình náo lớn, một o lớn. Một bằng hữu, ta mặc kệ ngươi có địa vị gì, cũng mặc kệ ngươi có giáp tâm gì. Ở Long Hổ Phong Vân hội, nếu như ngươi ăn phận thủ thường, Lưu Ly Vương thành ta coi ngươi là khách nhân. Bất quá, nếu ngươi thành tâm tới quấy rối, đến buồn nôn Lưu Ly Vương thành ta. Bổn thiếu chủ quyết không đáp ứng. Ngươi mở miệng một tiếng tán tu, ta chỉ hỏi một câu, ngươi tên gì? Tán tu dưới gầm trời này, có người nào nhận ra ngươi sao? Tán tu kia lại không chút hoang mang, "Chân thiếu chủ, ngươi lật qua lật lại, luôn muốn nghe ngóng lai lịch cùng tính danh của ta, chẳng lẽ là muốn sau đó trả thù ta?" "Thử hỏi hôm nay tán tu tới đây, chẳng lẽ không có ai mai danh ẩn tích đến sao đời ta tán tu hành tẩu giang hồ không dễ che giấu tính danh đó là chuyện thường xảy ra chân thiếu chủ ngài luôn mồm muốn ta báo tên họ cho rằng không biết ngươi có ý định ngày sau trả thù ta sao người kia nhanh mồm nhanh miệng nói một phen tính kích động rất mạnh tính đả kích cũng rất mạnh một câu một câu cơ hồ đều nhằm vào giang trần miêu tả hắn thành một ác ôn giang trần cười nhạt một tiếng ngươi muốn giấu đầu thụt đuôi lại lập ra lý do đường hoàng như vậy cũng được, ngươi trên nhảy dưới tránh như vậy, đơn giản là muốn bôi đen ta. Hôm nay ta cho phép ngươi bôi thống khoái. Ngươi nói tiếp đi, đạo lý gì nói không rõ. Người nọ kêu lên, còn có gì để nói. Ngươi đem linh dược ngoài 6.000 năm của ta, ngạnh xanh nói thành 1.000 năm, đây không phải đã rất rõ ràng sao. Nói thêm nữa, ai biết ngươi có thể quê quá hóa khùng, trực tiếp chu sát ta tại chỗ hay không. Ta đi chính, đứng thẳng. Gốc linh dược này, kim cương pháp nhãn của đông diệp đại sư, cũng đã xem xét qua. 6.000 năm cùng 1.000 năm tranh lệch, dù mù loà cũng nhìn ra được. Chân thiếu chủ, ta chỉ có thể nói, tướng ăn của ngươi quá khó nhìn. Ngày hôm qua ngươi ngụy trang công bình, lúc này mới một ngày, liền ném lên chín tầng mây đi à nha. Không thể không nói, khẩu tài của người này rất tốt. Tốt đến Giang Trần cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đối phương nói, thật giống như trước đó đã thao luyện qua, phi thường thuần thục, một khâu khấu trừ một khâu, không ngừng rội nước bẩn lên người Giang Trần hơn nữa dội có lý có cứ rất dễ dàng kích động người ở ngoài đứng xem lúc này hạ vũ thiên kiếm tông hàn thiên chiến nhìn không được nói bằng hữu có lý không ở thanh âm cao nhân phẩm của chân thiếu chủ hàn mỗ tự hỏi còn tin được bây giờ nói đến nói đi đều là lời từ một phía người đã cảm thấy có đạo lý không ngại mở ra cho mọi người chiêng đối chiêng cổ đối cổ đem đạo lý biện minh bạch ai đúng ai sai tự nhiên sẽ hiểu hàn thiên chiến điểm tỉnh rất nhiều tán tu những tán tu này vốn cảm xúc đã có chút bị người này nhen nhóm nhưng nghe hàn thiên chiến nói trong đầu cũng tỉnh táo lại không thể không nói người của tán tu giới là kỳ quái như thế một tán tu cùng thế lực lớn tầm đó bọn hắn tự nhiên sẽ thiên hướng tán tu vô ý thức cảm thấy tán tu càng có thể tin đây là một loại hiện tượng tâm lý kỳ quái cho nên người này nói mới có thể chế tạo ra hiệu quả như vậy bất quá hàn thiên chiến nhắc nhở mọi người cũng hiểu được hàn thiên chiến nói không sai Đến cùng hiện tại đều là lời từ một phía, ai đúng ai sai, thật đúng là không dễ dàng kết luận. Ít nhất ngày hôm qua Chân Thiếu chủ biểu hiện không hề không chịu nổi giống như người này nói. Nếu thật như người này nói, Chân Thiếu chủ hành động cũng không tránh khỏi quá tốt. Tán tu khắp thiên hạ đều bị hắn lừa bịp. Thế nhưng mà, Chân Thiếu chủ làm những sự tình kia, căn bản không giống như giả. Long Hổ Phong Vân hội này, đích xác là mang đến cho mọi người rất nhiều kiến thức. Cho nên, thiên bình tâm lý của mọi người lại từ từ về tới vị trí bình thường. Đúng vậy, nói miệng không bằng chứng, đều nói một câu, tất cả mọi người đến bình luận phân xử. Đúng, người hồng thị phi nhiều. Hôm nay thanh danh của chân thiếu chủ lớn như vậy, có người dội nước bẩn hắn, cũng không phải là không có khả năng. Người nọ lại phẳng phất như đã đoán chừng Giang Trần, cười lạnh nhìn qua Giang Trần, ánh mắt tràn ngập khiêu khích, một bộ đánh giả đấu sĩ. Chân thiếu chủ, ở trước mặt mọi người, ngươi có dám cùng ta đối chất không? Giang Trần khinh miệt cười cười, tôm tép nhãi nhét, Nói xong, Giang Trần cũng không để ý hắn, xài bước đi đến trên đài. Vừa đi vừa nói, ngươi đã muốn đối chất, vậy liền đi lên. Đông Diệp Đại Sư, ngươi đã muốn làm chứng, cũng cùng nhau đi lên chỉ giáo. Đông Diệp Đại Sư niệm Phật hiệu, bần tăng làm việc, chỉ cầu bản tâm an bình. Tự nhiên làm chứng. Trần thiếu chủ, chuyện này, ngươi thật sự là sai lợi hại. Nhìn Đông Diệp Đại Sư ra vẻ đạo mạo, Giang Trần thực sự có xúc động một cước đạp qua, con lừa chọc này, quả thực quá biết trang rồi đi lên trên đài người nọ lại nói nói miệng không bằng chứng hôm nay ta muốn lấy một cái công đạo kính xin bằng hữu khắp nơi vui lòng lên đài chỉ giáo giang trần nhàn nhạt nhìn qua người này cũng không ngăn cản tùy ý hắn kêu gào một bên hàn thiên chiến lại nói hôm nay lưu ly vương thành khách quý trật nhà cao nhân rất nhiều nếu như ngươi thật sự có lý ai cũng không oan khuất được ngươi bất quá nếu ngươi nghe nhìn lẫn lộn dội nước bẩn cho chân thiếu chủ ở đây đoán chừng cũng không có ai cứu được ngươi Người nọ cười lạnh nói: "Hàn tông chủ, chúng ta biết chân thiếu chủ là khách khanh đan đế của Hạ Vũ Thiên Kiếm tông ngươi, ngươi vì hắn nói chuyện thiên kinh địa nghĩa." Tố Hoàn Chân vốn cũng muốn mở miệng, nghe người này nói như vậy, ngược lại có chút không tiện nói cái gì. Thiên Long Phái Long Bá Tương, thì cười lạnh không nói. Lúc trước hắn bị Giang Trần cự tuyệt, đối với Khổng Tước Thánh Sơn cũng chứa đầy địch ý, giờ phút này gặp có người tìm không thoải mái cho Khổng Tước Thánh Sơn, trong lòng của hắn cao hứng còn không kịp, tự nhiên sẽ không ra mặt giải vây thậm chí hận không thể đứng ra bỏ đá xuống giếng. Ngược lại là cửu dương thiên tông thượng quan viêm khanh, lúc này lại đứng lên, bằng hữu, nếu ngươi thật có đạo lý, thì không cần kích động như thế. Ngươi càng như vậy, chúng ta ngược lại càng có chút hoài nghi trong lòng ngươi có quỷ. Như vậy đi, tuy lão phu ánh mắt vụng về, nhưng tự hỏi linh dược một ngàn năm cùng sáu ngàn năm vẫn có thể phân biệt ra được. Tính toán lão phu một cái, như thế nào? Cũng tính nguyệt thần giáo ta một cái. Nguyệt thần giáo tam giáo chủ cũng mở miệng hắc hắc, loại náo nhiệt này, thiên hà cung ta cũng không thể không tham dự a. À, thiên hà cung là thế lực bạn bè của đan hỏa thành, lần này chỉ phái một gã trưởng lão đến. Lúc trước hắn một mực không có quá nhiều biểu hiện, cũng không có nghĩa là hắn không có ý định biểu hiện mình. Ha ha, tuy thiên long phái ta không muốn quản những chuyện hư hỏng này, nhưng thiên long phái ta gần đây chủ trương công chính. Việc này, cũng tính thiên long phái ta một phần. Chương 2156, sự tình náo lớn hai. O lớn hai lúc này thiên thiền cổ viện tố hoàn chân tự nhiên không thể lùi bước thiên thiền cổ viện ta cũng coi như một phần bên tán tu giới tỉnh trung đại đế cũng cười nói lão phu một mực tín nhiệm chân thiếu chủ làm người nguyện ý vì hắn chứng nhận trong sạch hỏa viêm đại đế cũng nói bổn đế cũng tin được chân thiếu chủ tính ta một người hì hì ta rất thưởng thức chân thiếu chủ tuổi trẻ có phách lực tính toán ta một cái đây là nhược y đại đế lý ngưng y nói ba người này đồng dạng như vô song đại đế là sáu cự đầu của tán tu giới vấn đề này thoáng cái lộ ra có chút cổ quái người kia khiêu chiến giang trần rõ ràng tự cho mình là tán tu nhưng khi nhìn đi lên tam đại cự đầu tán tu đều tin tưởng chân thiếu chủ mà không tin người này mà những người ủng hộ kia ngược lại là thế lực tông môn ván cục này lộ ra thập phần cổ quái tán tu thông minh ẩn ẩn đã phát giác được cái gì cái này nhìn về phía trên tựa hồ căn bản không phải chuyện riêng mà là trận doanh đối kháng chẳng lẽ đây quả thật là hành động sớm có dự mưu nhằm vào bất quá đại đa số tán tu vẫn không thể nghĩ tới điểm này mỗi một cái đều hưng phấn chứng kiến cơ hồ tất cả thế lực lớn cùng đại nhân vật đều cuốn vào cái khó khăn chắc trở ngoài ý muốn này không thể nghi ngờ so với bất cứ giao dịch gì còn thú vị loại đối kháng này mới là sự tình đám tán tu nguyện ý chứng kiến nhất bảy đại nhất phẩm tông môn có bảy đại biểu bên tán tu có tỉnh Trung Đại Đế, Hòa Viêm Đại Đế cùng Nhược Y Đại Đế Tam Đại Cự Đầu. Tổng cộng có 10 người. 10 người này, có thể đại biểu địa vị tối cao trong Long Hổ Phong Vân hội lần này. Để bọn hắn đến xem xét, đó là quá hợp lý rồi. Các hạ, người lấy linh dược ra đi. Tỉnh Trung Đại Đế cười nhạt một tiếng, nhìn qua người này. Nhắc nhở một câu, nếu ngươi thật là tán tu, bổn đế đảm bảo mặc kệ linh dược của ngươi là thật hay giả, đều không có người có thể xúc phạm tới ngươi. Bất quá, nếu như ngươi không phải tán tu, lại giả danh tiếng tán tu nháo sự, bổn đế không cần biết ngươi có địa vị gì, chuyện hôm nay, dù chân thiếu chủ không truy cứu, bổn đế cũng sẽ cho ngươi máu tươi tại chỗ. Tỉnh Trung đại đế vừa nói ra, hiện trường lặng ngắt như tờ, hào khí lập tức lâm vào vô cùng quỷ dị. Không thể không nói, tỉnh Trung đại đế tỏ thái độ, rất thiên hướng giang trần. Vô song đại đế đứng ở phía dưới, thấy một màn như vậy, trong lòng cũng âm thầm tán thưởng, đến cùng vẫn là tùng hạc đan mị lực lớn A. Tỉnh Trung đại đế thu tùng hạc đan, đối với chân thiếu chủ yêu ai yêu cả đường đi đích thật là thập phần chiếu cố đã đạt đến một trình độ nào đó rồi ý tứ của tỉnh trung đại đế cũng là ý tứ của bồn đế hỏa viêm đại đế cũng lạnh lùng nhìn qua người này nhược y đại đế ung dung cười cười ta đi theo huy lão ca cùng hỏa viêm lão ca là bằng hữu của tán tu giới chúng ta sẽ làm chủ cho ngươi giả mạo tán tu vậy thì quá đáng giận a à, người nọ tuyệt đối không thể tưởng được tán tu giới tam cự đầu vậy mà cũng ủng hộ chân thiếu chủ như này trong lúc nhất thời mặc dù hắn biết rõ mình sẽ không thua cũng có chút ít lo sợ bất an vạn nhất bị vạch trần thì sao dù chân thiếu chủ kia trở ngại thanh danh không thu thập mình nhưng ba cự đầu tán tu này cũng không phải hắn có thể chọc được a à, giờ khắc này giang trần ngược lại là tỉnh táo nhất ba vị đại đế tán tu hứa hẹn làm cho tâm lý của giang trần an tâm rất nhiều ít nhất người này muốn đánh cờ hiệu tán tu giả danh lửa bịp nhất định là không được Ba vị cự đầu tán tu giới đều lên tiếng, thằng này muốn dùng danh nghĩa tán tu làm mưa làm gió, phải nghĩ kỹ. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua người này, Giang Trần cười nhạt nói, lấy ra cái gọi là thiên địa lăng vân chi sáu ngàn năm của ngươi đi. Ở đây nhiều tiền bối cao nhân như vậy, có thể thỏa mãn tâm nguyện châm ngòi thổi gió của ngươi sao? Người nọ tâm như đụng lộng, vốn cho là cục diện không có bất kỳ sơ hở, kỳ thật đã xuất hiện một tai họa ngầm, cái này làm trong lòng của hắn cũng sinh ra một chút sợ hãi. Bất quá lúc này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi lên. Lập tức đem gốc thiên địa lăng vân chi kia ra, lớn tiếng nói, chân thiếu chủ, ngươi dọa không ngã ta. Ta cũng không tin, nhiều tiền bối ở chỗ này như vậy, chân thiếu chủ ngươi có thể một tay che trời. Thằng này miệng còn rất cứng, dụng tâm cũng cực kỳ hiểm ác, một lòng muốn miêu tả Giang Trần thành một ác ôn ức hiếp lương thiện. Chư vị tiền bối, tất cả mọi người đến xem. Gốc thiên địa lăng vân chi này của ta, làm sao lại chỉ một ngàn năm? người nọ tay bưng lấy gốc thiên địa lăng vân chi kia, đi đi lại lại, để các vị cự đầu nhìn. Đồng thời trong miệng còn không minh bạch nói, chân thiếu chủ, người nói tư chất gốc thiên địa lăng vân chi này, của ta cùng gốc ngày hôm qua không sai biệt lắm, có gan người lấy gốc thiên địa lăng vân chi kia ra, chúng ta hảo hảo đối lập thoáng một phát. Gốc thiên địa lăng vân chi ngày hôm qua, thật ở trên người giang trần. Ngày hôm qua trình tiền ở sau khi khâu giám bảo kết thúc, tìm bàn long đại đế, đi khổng tước thánh sơn, cùng giang trần giao dịch giang trần cười nhạt một tiếng lại đem gốc thiên địa lăng vân chi kia ra ân mọi người thấy giang trần lấy thiên địa lăng vân chi ra đều nao nao đông diệp đại sư nhíu mày hỏi chân thiếu chủ bần tăng lại hiếu kỳ rồi thiên địa lăng vân chi này như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi vấn đề này lại kích phát rất nhiều người tưởng tượng đúng vậy a à, thiên địa lăng vân chi này như thế nào sẽ ở trong tay chân thiếu chủ không phải đã trả lại cho tên tán tu kia sao chẳng lẽ có người tâm tư chuyển cực nhanh, thoáng cái hướng chỗ lệch ra suy nghĩ. Thiên Hà cung trưởng lão kia lại âm trầm hỏi, "Chân thiếu chủ, lão hủ cũng rất tò mò. Thiên Địa Lăng Vân chi này, như thế nào nhoáng một cái đã đến trong tay ngươi? Lúc này mới một đêm a." À. Thiên Hà cung là tay sai của Đan Hỏa Thành, Thiên Hà cung đứng ra phản đối Giang Trần, Giang Trần một chút cũng không thấy kỳ quái. Thiên Long tự Long bá tương cười quái dị nói, "Chân thiếu chủ, loại sự tình hắc ăn hắc này, là không được a." À ánh mắt giang trần khinh miệt nhìn đám lão gia hỏa này cả đám một bó tuổi rồi lại như tôm tép nhãi nhép bổn thiếu chủ biết rõ các ngươi muốn nói cái gì đơn giản là muốn dội nước bẩn lên người bổn thiếu chủ không sai hôm nay thiên địa lăng vân chi này thật đúng là thuộc về ta hắc hắc chân thiếu chủ ở địa bàn của lưu ly vương thành ngươi chủ nhân của bảo bối thật đúng là không có biện pháp không phi ao thứ đó cho ngươi a à. long bá tương âm hiểm cười nói bàn long đại đế có chút nhịn không được Chương 2157, Lăng Vân chi biện. Họ Long, ngươi đừng âm dương quái khí. Chủ nhân của Thiên Địa Lăng Vân chi này, hắn là Cam Tâm Tình nguyện đem Thiên Địa Lăng Vân chi giao dịch cho chân thiếu chủ. Chuyện này, Bổn đế có thể làm chứng. Trong này nếu như có nửa điểm ép mua ép bán, hiện tại Bổn đế liền bị ngũ lôi oanh đỉnh. Bọn ngươi với tư cách khách quý được Lưu Ly Vương thành mới đến, lại ở chỗ này phất gió lạnh, để cho người không thể không hoài nghi trừ vị rốt cuộc là có mục đích gì a. À bàn long đại đế lời lẽ chính nghĩa, để những người kia không thể phản bác. Vốn rất nhiều tán tu đều nổi lên lòng nghi ngờ với Giang Trần, nghe được bàn long đại đế nói như vậy, lòng nghi ngờ của mọi người liền giải tán. Một đại đế dùng thiên địa thệ ước làm chứng, chắc chắn sẽ không sai. Thiên địa thệ ước cũng không phải tùy tiện có thể lập. Giang Trần biểu lộ lạnh nhạt, đưa gốc thiên địa lăng vân chi kia cho Tiêu Vân, đi, để chư vị đồng đạo xem qua, nhìn xem hai gốc thiên địa lăng vân chi này, so sánh thoáng một phát nhớ kỹ, nhắc nhở mọi người xem dễ cây, nhìn xem đường vân lá cây, nhìn xem đường cong thân chi. Tiêu vân lĩnh mệnh, mang theo thiên địa lăng vân chi, phân biệt biểu hiện ở trước mặt những người kia. Chư vị, thiếu chủ nhà ta đường đường chính chính, khinh thường làm trò mèo gì. Bất quá, thiếu chủ nhà ta cũng nói, có người nào muốn ở trước mặt hắn làm tiểu siếc, tuyệt đối là tự giấc lấy nhục. Tất cả mọi người xem cẩn thận, không nên bị mặt ngoài mê hoặc. Tất cả mọi người cẩn thận đối lập hai gốc thiên địa lăng vân chi ấn tượng đầu tiên tất cả mọi người cảm thấy hai gốc thiên địa lăng vân chi này biểu hiện ra ngoài linh lực đích thật là hoàn toàn bất đồng từ vẻ ngoài hai gốc thiên địa lăng vân chi này khác nhau thật sự là quá lớn luận thể tích thiên địa lăng vân chi của người nọ rõ ràng lớn hơn nhiều luận nồng độ linh lực thiên địa lăng vân chi của người nọ cũng thuần hậu gấp bội luận bề ngoài cho dù là kẻ đần liếc mắt cũng có thể nhìn ra chỗ khác nhau của hai gốc thiên địa lăng vân chi ngay cả tỉnh trung đại đế chứng kiến hai gốc thiên địa lăng vân chi kia đối lập rõ ràng cũng nhíu mày hắn không rõ tại sao chân thiếu chủ lại để cho hai gốc thiên địa lăng vân chi cùng một chỗ đối lập không so còn tốt vừa so các phương diện tranh lệch quá xa thiên hà cung trưởng lão cười ha ha nói ta có chút ngu dốt khác biệt rõ ràng như vậy chẳng lẽ mọi người nhìn không ra sao đông diệp đại sư thở dài chân thiếu chủ chuyện này ngươi phải cho mọi người một lời nói ép mua ép bán cái này cùng chân thiếu chủ quảng cáo công bình công chính dùng beng hoàn toàn khác xa a. À. Long Bá Tương cũng cười lạnh nói, không thể tưởng được, chân thiếu chủ tuổi còn trẻ, thậm chí có thủ đoạn này. Thiếu chút nữa lừa gạt người khắp thiên hạ. Nếu không phải vị bằng hữu tán tu kia có dũng khí phản bác, đổi lại tán tu khác, chỉ sợ sẽ nắm bắt cái mũi nhận biết. Những thứ này, một cái so một cái chu tâm, một phen nói xuống, quả nhiên làm cảm xúc của rất nhiều tán tu chuyển động. Chẳng lẽ, chân thiếu chủ này thật sự là loại mua danh chuộc tiếng kia? chẳng lẽ cái gọi là công chính công bình của hắn, thật là khẩu hiệu lừa gạt tán tu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tán tu đều tràn đầy thất vọng. Trong nội tâm bọn hắn, vốn rất khâm phục chân thiếu chủ, cũng bởi vì chân thiếu chủ, đối với thế lực lớn sinh ra một chút đổi mới, cảm thấy chân thiếu chủ này cùng cự đầu thế lực khác có chút không giống. Thế nhưng mà hiện tại, tưởng tượng tốt đẹp của bọn hắn, tựa hồ trong khoảnh khắc sụp đổ rồi. Loại dối trá này, để cho bọn hắn cảm thấy bị lường gạt rồi cảm giác mình tựa như một kẻ ngu bị người trêu đùa hí lộng trong đội ngũ tán tu hào khí lập tức có chút bạo động bất quá vẫn có rất nhiều tán tu cảm thấy đến bây giờ mới thôi đều là lời từ một phía chân thiếu chủ còn chưa nói a à. nếu như hai gốc thiên địa lăng vân chi kia thực sự khác biệt lớn như vậy chân thiếu chủ sao sẽ lấy ra đối lập cái này không phải tự mình đánh mặt mình sao chân thiếu chủ làm như vậy nhất định có ẩn tình tán tu đầu óc thông minh một chút sẽ không có bị Đông Diệp Đại Sư cùng Long Bá Tương nói kích động, mà lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà những người vốn đứng bên Giang Trần kia, thoáng cái có chút không biết nên như thế nào. Bởi vì đối lập này thật sự quá rõ ràng. Hiện trường vô số ánh mắt, cơ hồ toàn bộ tập trung ở trên người Giang Trần. Tên tán tu kia cũng cười lạnh liên tục, chân thiếu chủ, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì đạt được gốc thiên địa lăng vân chi kia. Bất quá ngươi muốn dùng biện pháp đồng dạng, cướp đoạt gốc linh dược này của ta, ta liều mạng cũng muốn lấy một cái công đạo. Đã đủ rồi. Giang Trần một mực không nói gì, đột nhiên lôi đình giận dữ, trong mắt như điện thiểm, bắn ra một đạo sát khí lạnh lùng về phía người này. Khí thế long ngâm, chấn đắc mảng tai mỗi người, khiếp sợ không thôi. Ánh mắt của Giang Trần như đao, nhìn chăm chăm vào người nọ, ít ở trước mặt bồn thiếu chủ bày ra một bộ bị hãm hại. Chút thủ đoạn ấy của ngươi, dù giấu giếm được thế nhân, cũng không thể gạt được pháp nhãn của bồn thiếu chủ. Chư vị! Giang Trần ôm quyền, lớn tiếng nói, ở đây chỉ cần không phải mù lòa chỉ sợ đều xem được hai gốc thiên địa lăng vân chi kia có khác biệt cực lớn, đúng không? Thế nhưng mà, đời ta võ tu đều phải biết, mắt thường chứng kiến, cũng chưa chắc là chân thật. Chút chứng nhãn pháp ấy, tuy cao minh, nhưng không giấu giếm qua người trong nghề chính thức. Chư vị, thiên địa lăng vân chi đối với các ngươi mà nói, có lẽ lạ lẫm, nhưng mà đối với chân mỗ mà nói, lại thông thường. Thiên địa lăng vân chi 6.000 năm chính thức, dễ cây màu bích lục, xanh như ngọc, mỗi một sợi dễ như dâu rồng, đường cong phi thường hoàn mỹ mà gốc thiên địa lăng vân chi kia, tuy ở trên trình thể làm bộ rất hoàn mỹ, nhưng mà người làm bộ kia, chỉ sợ chính mình cũng chưa thấy qua thiên địa lăng vân chi 6.000 năm. Các người xem rễ cây của hai gốc thiên địa lăng vân chi, là màu gì? Mọi người nhìn lại, lại phát hiện rễ cây của thiên địa lăng vân chi, là thanh sắc nhàn nhạt, nhạt, tuy thoạt nhìn lớn hơn cây của Giang Trần, thế nhưng trên màu sắc, lại hoàn toàn đồng dạng. Tên tán tu kia lại thế thế nói, chân thiếu chủ, người ăn nói bừa bãi. Người nói màu bích lục là màu bích lục sao, ngươi còn có bằng chứng gì nếu như không có cũng không quá đáng là lời từ một phía của ngươi mà thôi đông diệp đại sư cũng niệm phật hiệu chân thiếu chủ chuyện cho tới bây giờ nếu như ngươi còn nói xạo chỉ để cho bần tăng xem thường giang trần không giận ngược lại cười đông diệp đại sư chân mỗ đích thật là sai rồi vốn tưởng rằng thiên âm tự đệ tử phật môn sẽ không nói dối hôm nay xem ra cũng không quá đáng là thế hệ lừa đời lấy tiếng đông diệp đại sư người xuất gia nói dối đây chính là phải nhập địa ngục cắt lưỡi. Người tu luyện kim cương pháp nhãn, kiếp này nếu không vào được cực lạc thế giới, chỉ sợ nhất định phải nhập địa ngục rồi. Ngươi dám dùng danh tiếng Phật đà thề, ngươi ở trên vấn đề của thiên địa lăng vân chi này không có nói dối sao? Nếu ngươi dám lập thiên địa thệ ước, bổn thiếu chủ dám bán hết tài phú của khổng tước thánh sơn, hướng các bằng hữu tán tu trình diện hôm nay tạ tội. Chương 2158, Giang Trần Thần Hồ Kỳ Kỹ, 1. Giang Trần nói, thiết cốt bong bong, trịch địa hữu thanh, Đông Diệp đại sư lập tức nghẹn lời. Sắc mặt Giang Trần lạnh lùng, Thiên Địa Lăng Vân chi này làm giả, thủ pháp hoàn toàn chính xác coi như cao minh. Chỉ tiếc, người làm giả, cuối cùng trình độ có hạn. Mọi người nhìn lại lá cây của Thiên Địa Lăng Vân chi này. Thiên Địa Lăng Vân chi 6.000 năm, đường vân lá cây như rồng xà đi lại, đều có thiên địa khí tượng. Mà đường vân lá cây của Thiên Địa Lăng Vân chi này, rõ ràng vẫn chỉ là trong tiến hóa, căn bản không có hình thành khí tượng. Lại nhìn đường vân của bản thân Lăng Vân chi, rất nhiều người đều không hiểu. Đường vân của Lăng Vân Chi, đại biểu cho vòng tuổi của Lăng Vân Chi, Lăng Vân Chi 100 năm một vòng. Nếu là Lăng Vân Chi 6.000 năm, sẽ có 60 đường vân. Các ngươi nhìn xem Lăng Vân Chi này, có bao nhiêu vân lộ. Mọi người nghe được Giang Trần nói, đều ngây ngẩn cả người. Thiên địa Lăng Vân Chi này, còn có chú ý nhiều như vậy. Chẳng lẽ nói, thiên địa Lăng Vân Chi của thằng này, thật là giả mạo sao? Ánh mắt Giang Trần bằng phẳng, có một cỗ khí chất thủ tín. Mà người nọ, lại chán thấm mồ hôi, ánh mắt lập lòe, ẩn ẩn có chút trốn tránh. Giang Trần nhìn cũng không nhìn hắn, mà ôm quyền hướng vô số tán tu phía dưới, các vị bằng hữu tán tu, các ngươi bởi vì các loại nguyên nhân, mới tới tham gia Long Hổ Phong Vân hội lần này. Trần Mỗ một lòng muốn vì chư vị kính dâng một tán tu đại hội hoàn mỹ, bất đắc dĩ luôn có một ít thế hệ đạo trích muốn tới quấy rối. Trần Mỗ ta làm người không thẹn với lương tâm, gốc thiên địa lăng vân chi này, Trần Mỗ ta từ đầu đến cuối đều cho rằng nó chỉ có một ngàn năm, cũng chưa bao giờ có nửa câu uy hiếp cùng ép mua ép bán. Nếu như có nửa câu nói ngoa, trời chu đất diệt. Người này luôn miệng nói ta chèn ép hắn, muốn ép mua ép bán thiên địa lăng vân chi của hắn. Ta chỉ muốn hắn phát một câu thiên địa thệ ước, nếu hắn dám nói như vậy, chân mỗ ta lập tức bán hết tất cả tài phú, hướng mọi người bồi tội. Thoại ngữ bằng phẳng âm vang. Đám tán tu phía dưới, cả đám đều rơi vào trầm tư. Đúng vậy a, à, nói cho cùng, vẫn luôn là tên kia lời từ một phía. Chân thiếu chủ này, nhìn về phía trên thật đúng là không giống như người ép mua ép bán. Hẳn là thằng kia thật sự là tới quấy rối sao? Tỉnh Trung đại đế, người này được xưng tán tu. Ta thỉnh cầu ba vị cự đầu của tán tu giới nghe ngóng thoáng một phát, tán tu giới có nhân vật như thế sao? Cũng đừng là bất tài chi đồ gì, giả mạo bằng hữu tán tu giới, ở chỗ này giả danh lừa bịp, chân mỗ ta không thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Tỉnh Trung đại đế gật gật đầu nhìn về phía người nọ, bằng hữu, báo danh hào của ngươi đi. Hôm nay tán tu tụ hội, nếu như ngươi thật sự là bằng hữu của tán tu giới, tự nhiên có người nhận ra ngươi. Người nọ bối rối rồi, hắn ở đâu là tán tu gì? Trong nội tâm lập tức quét ngang, cười lạnh nói, tỉnh trung đại đế, người nào không biết, những đại đế tán tu các ngươi, đều được chỗ tốt của chân thiếu chủ, đều hướng về hắn. Các ngươi với tư cách nhân vật kiệt xuất của tán tu giới, lại khúm núm nịnh bợ lưu ly vương thành, quả nhiên là sỉ nhục của tán tu giới, Tỉnh Trung Đại Đế một bó niên kỷ, trận chiến gì chưa thấy qua, như thế nào sẽ bị phép khích tướng thấp kém kia kích thích. Lạnh lùng cười cười, người khích bác ly dán vô dụng, lão phu đã sớm nói rồi. Nếu ngươi là bằng hữu tán tu giới, dù ngươi sai, ta cũng đảm bảo ngươi hôm nay không chết. Bất quá, nếu ngươi không phải tán tu, lại dùng danh tiếng tán tu, lão phu không thể nói trước, chỉ có thể thay tán tu giới thanh trừ bại hoại. Đúng vậy, tán tu giới ta một là một, hai là hai, tuyệt không cho có người giả mạo. Hỏa Viêm Đại Đế trừng mắt nhìn người này, vạch trần thuật dịch dung của ngươi, hiển lộ chân thân. Nhược Y Đại Đế nhẹ nhàng cười cười, xem ra, thật đúng là giả mạo rồi. Người nọ luống cuống, hét lớn, trời đất sáng sủa thế này, thật không có thiên lý sao? Lưu Ly Vương Thành, thật sự một tay che trời sao? Các bằng hữu tán tu giới, tán tu giới Tam Đại Cự Đầu, một lòng đều hướng về Lưu Ly Vương Thành, bọn hắn còn xứng làm nhân vật khiêng đỉnh của tán tu giới sao? Đông Diệp Đại Sư, Bá Thương Đại Đế, chẳng lẽ các ngươi ngồi yên nhìn họ chân kia một tay che chơi sao đông diệp đại sư nhìn về phía giang trần chân thiếu chủ nói cho cùng trước trước sau sau đều là lời từ một phía của ngươi trừ khi ngươi có thể lấy ra thiên địa lăng vân chi sáu ngàn năm để chứng minh nếu không bần tăng vẫn là không phục giang trần giận quá thành cười đông diệp đại sư ngươi có phục hay không bổn thiếu chủ không thèm để ý từ khi bổn thiếu chủ biết ngươi cùng thằng này là một đường ngươi phục hoặc không phục đã không có bất cứ ý nghĩa gì Ngươi ở xa tới là khách, bổn thiếu chủ không đuổi ngươi đi. Bất quá, bổn thiếu chủ hy vọng, hôm nay ngươi sở tác sở vi, không phải đại biểu Thiên Âm tự mới tốt. Nếu không, Thiên Âm tự ngươi tất sẽ vì lựa chọn hôm nay mà hối hận. Ngữ khí của Đông Diệp đại sư phát lạnh, "Chân thiếu chủ, ngươi đây là uy hiếp bần tăng sao?" "Uy hiếp?" Giang Trần cười lạnh, "Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi còn không xứng bổn thiếu chủ uy hiếp." Nói xong, Giang Trần khinh miệt cười cười đi đến trước một bước, nhìn chằm chằm vào tên tán tu kia, người muốn chứng cớ, cũng tốt. Người tự cho là thủ đoạn làm giả này rất cao minh. Đơn giản chỉ là một thủ đoạn nho nhỏ mà thôi. Loại thủ đoạn này, nhìn như hoàn mỹ, kỳ thực rất vụng về. Xem bổn thiếu chủ đem cái gọi là 6.000 năm của người đánh về nguyên hình. Loại thủ đoạn làm giả này, ở chư thiên thế giới, kỳ thật cũng rất thường thấy. Kiếp trước răng trần ở phương diện đan dược kiến thức rộng rãi, loại sự tình này tự nhiên sẽ không lạ lẫm, mà thủ đoạn làm giả ở thiên địa Lăng Vân Chi, so với thủ đoạn của Chư Thiên, kỳ thật rất vụng về. Chẳng qua là ở phía trên là một pháp trận tương đối xảo diệu, đóng gói bề ngoài của thiên địa Lăng Vân Chi thoáng một phát mà thôi. Chỉ là, loại thủ pháp này, đối với người không có được chứng kiến mà nói, lại nhìn không ra. Nhưng ở trong mắt Giang Trần, chỉ là bằng môn tả đạo mà thôi, thậm chí nhập không được pháp nhãn của hắn. Nếu như thằng này chỉ muốn đến lừa gạt Giang Trần, đây cũng thôi thế nhưng mà thằng này lại mượn cơ hội sinh sự, giáp tâm bất lương, Giang Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chân thiếu chủ, không thể lỗ mãng. Đông Diệp đại sư tiến lên một bước, muốn ngăn trở Giang Trần. Giang Trần cười lạnh, Đông Diệp, ngươi là sợ cái tiểu xếp này bị chân mỗ chọc thủng, khiến ngươi không giấu được sắc mặt dối trá của mình sao? Đông Diệp đại sư lạnh lùng nói, chân thiếu chủ, chỉ sợ ngươi thi triển thủ đoạn bằng môn tả đạo, hủy gốc thiên địa lăng vân chi này thôi.